Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Cha chi ái của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì thời giờ này trong ngày mà Chúa đã biệt riêng ra thánh để chúng con đến với lời hàng sống của Chúa, để Chúa dùng lời của Ngài bổ lại linh hồn chúng con, gây dựng chúng con lại trước mặt Chúa theo hình ảnh đã định Chúa đã ghi sẵn về chúng con được chép trong Kinh Thánh vậy. Lạy Chúa Thánh Linh, xin Chúa mở lòng, mở trí, mở mắt cho hết thảy mọi người chúng con để Ngài ghi tạc lời Ngài trong lòng chúng con và trong chiếc khôn là lời được giấu kín từ cái đời thượng cổ mà ngày nay Chúa bày tỏ cho nên con, mà chỉ những người nào Ngài yêu mến, Ngài thương xót là những người có tin cậy lời Chúa và ham muốn được nghe lời của Chúa, Ngài sẽ cho chúng con được nghe lời của Ngài. Xin Chúa sức dầu ban ơn cho chính con để nhớ ơn của Ngài mà môi miệng của con được mở ra, được tự do mọi bề để tôn cao lời của Chúa. Xin Chúa sẽ giảng qua chính con, hầu cho con cũng như dân sự của Chúa thấy đều được ơn trong sự nghe lời của Chúa và được hưởng được điều mà Chúa muốn cho chúng con hưởng được. Ngài muốn cho con kế tự và sở hữu lời của Ngài. Lạy Chúa, xin ý của Chúa được nên, nước của Cha được đến trên độ thánh của Ngài, trên các tôi trai tớ gái của Ngài. Con cảm ơn Chúa, con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục học các lời thật trong sách Giăng bài 184. Đức Chúa Jesus Christ gọi những người tin và làm theo lời của Ngài là bạn hữu Ngài. Kinh thánh nền tảng là sách Giăng đoạn 15 từ câu 12 đến câu 15. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta vì ta đã từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. Nếu chúng ta đọc lời của Chúa mà không nhờ cậy Thánh Linh của Ngài soi dẫn mở trí cho, và nếu không được Ngài dắt dẫn vào trong ý nghĩa bổ nhiệm của lời Chúa, thì có thể lắm chúng ta sẽ cho rằng Chúa Giêsu đang nói về tình yêu của Ngài là rất lớn, giống như Ngài đang nói rằng Ngài yêu chúng ta vô cùng. Thực tế ra Chúa là Đức Trời yêu thương, ngay từ khi là người chúng ta chưa được dựng nên thì Ngài đã là Đức Trời yêu thương rồi. Bởi vì bởi bốn tánh tốt lành của Chúa và bởi tình yêu của Ngài lên muôn vật đã được dựng nên và chính Chúa chăm sóc, nuôi dưỡng và duy trì sự sống cho muôn vật. Vì đó sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong cái lời của Chúa không phải là Ngài quảng cáo rằng Ngài là đấng sự yêu thương. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta nhận biết rằng Ngài đang nói về tình yêu của Ngài là tình yêu rất lớn nhưng chỉ được ban cho những người nào thật sự là bạn hữu của Ngài mà thôi. Chúng ta không thể nói là ô tại sao Ngài tây vị, không lẽ phải là bạn hữu của Ngài, Ngài mới cho chúng tôi được biết lời của Chúa hay sao? Nhưng mà Chúa đang nhắc nhở chúng ta, Ngài muốn ta nhận biết được ý mà Ngài muốn chúng ta thật sự phải trở nên bạn hữu của Ngài. Vì nếu người tin Chúa mà không phải là bạn hữu của Chúa, thì sự sống của tâm linh của người đó thật sự chưa thuộc về người đó. Bởi như Chúa Giêsu đã định nghĩa về sự sống đời là, và sự sống đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Giăng đoạn 17 câu 3. Có rất nhiều người được làm tôi tớ của Chúa, nhưng mà rất nhiều người được gọi là tôi tớ Chúa đó lại không biết ý nghĩa của lời Chúa. Có những tôi tớ làm những việc ở bên ngoài, nên có tôi tớ được làm những việc ở bên trong. Nhưng mà phần lớn các tôi tớ được Chúa gọi đó, Chúa chỉ định và cho họ biết những công việc họ phải làm mà thôi. Nhưng mà Chúa muốn hết thảy đều là bạn hữu của Ngài. Sự làm tôi tớ khác và làm bạn hữu khác. Ngay cuộc sống của chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của sự bạn hữu là những người bạn thân tình, là người bạn mà chúng ta có thể chia sẻ những bí mật của mình đối với người đó. Chúng ta nhìn lại điều Chúa Giêsu đã phán này, và sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Chúa nhìn biết ở trong câu này trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là biết, hiểu biết, học cho biết, nhận được sự hiểu biết để nhận lãnh được sự biết. Sự nhận biết giữa người nam và người nữ qua sự giao phối, đây là nguyên văn được chuyển từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp. Biết là một từ nói về một cái kết quả của một sự mà người ta đã nhờ một cái khả năng nào đó ban cho mình, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp giúp người đó kinh nghiệm được, hiểu được cái điều họ đã tiếp xúc đến. Ví dụ nếu một người chưa nhìn thấy cây này chế tạo đâu cả, người ta có thể từ xa là ô đây là cây thông à, nhưng mà nó là cây thông bằng nhựa, không phải là cây thông thật. Cho đến khi nào chính thì nó đã được vào cái nơi người ta sản xuất cái cây đó và đem nó ra khỏi cái xưởng của mình lắp ghép lại, bây giờ người ta biết à, bây giờ tôi biết rồi, cây này không phải là cây thông thật mà là cây thông giả. Sự biết đây là thành quả của một công việc người ta được trực tiếp hoặc gián tiếp qua sự nghe, qua sự nói, qua sự rờ rẫm, người ta kinh nghiệm được, hiểu được cho mình. Và đó là chữ biết. Hiểu biết, hiểu và biết. Hiểu có nghĩa là tôi đã được giải nghĩa, tôi đã nhìn thấy từ khi người ta chưa chế tạo nó cho đến khi được hoàn thành. Tôi hiểu được công việc của người đó làm. Tôi hiểu được nguyên tắc, duyên mối,
tất cả mọi sự liên quan đến vật mà tôi nhờ sự hiểu đó mà biết được. Tiếp nữa, nhận được sự hiểu biết để nhận lãnh được sự biết. Đấy là điều vô cùng quan trọng cho chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa là có rất nhiều người hôm nay biết Kinh Thánh, biết đó là cuốn Kinh Thánh. Nhưng ta sử dụng trí khôn của mình để nhận biết là bởi vì cuốn Kinh Thánh đó có đề là Kinh Thánh. Họ nhìn biết được là bởi vì có chữ in trong đó. Nhưng thực sự người ta chưa nhận được cái khả năng đến từ Đức Chúa Trời để biết thế nào là Kinh Thánh. Thực tế, cái chữ Kinh Thánh đây là người ta đặt cho nó. Nhưng lời của Đức Chúa Trời không chép đó là Kinh Thánh, mà chép là những lời đã được chép xuống. Trong thế gian này, có rất nhiều lời đã được chép xuống. Nhưng mà từ muôn đời, lời của Đức Chúa Trời có từ trước muôn đời, trước khi lời người chưa được dựng nên, chưa có tiếng nói nào ở trên trái đất này cả, thì lời của Chúa đã có rồi. Và lời của Ngài được chép xuống. Nên khi Chúa nói là lời đã chép, thì đấy là lời của Đức Trời đã được chép xuống thành văn tự cho loài người. Không có người nào dám so sánh với lời Đức Trời được. Chúa tự tin rằng, bởi vì sẽ có một kỳ không còn có người trên trái đất nữa. Trái đất biến mất rồi. Cái lời đã chép đó vẫn còn y nguyên. Chúa đang nói về Ngài là thật. Lời của Chúa là thật. Nên được gọi là lời đã chép. Nhưng người ta lại dịch thành Kinh Thánh. Để chúng ta có thể biết được lời của Đức Trời, chúng ta phải nhận được khả năng hiểu biết. Tức là một cái khả năng có thể hiểu được và biết được. Khả năng đó đến từ Đức Chúa Trời, không phải đến từ trường thần đạo hay là bởi nỗ lực của xác thịt người ta kinh nghiệm được qua người này qua người kia. Thậm chí có khi tôi chia sẻ, tôi bày tỏ rất nhiều người về tại làm sao tôi có thể hiểu được Kinh Thánh, nhưng mà người ta được nghe đó, kể cả cuốn sách dạy đó, họ vẫn không hiểu được. Bởi vì khả năng đó đến từ Đức Chúa Trời, Ngài không cho thì dù người đó có nghiên cứu đến đâu chăng nữa, nhớ rất thuộc đó, nhưng mà vẫn không nhận được khả năng thật, không hiểu được. Chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của chữ nhìn biết này. Nguyên văn không có chữ nhìn mà là chữ biết mà thôi. Qua cái câu trả lời của bà Marie, khi Thiên sứ Gabriel đến truyền giao mạng lệnh Đức Chúa Trời về sự Chúa Giêsu đến thế gian này. Sách Luca đoạn 1 câu 26 đến 35 chép: đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai Thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilê, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Marie, đã hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho người, Chúa ở cùng người. Marie nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có ý nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: hỡi Marie, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giêsu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi David của tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Marie bèn thưa rằng: tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Đây là một nguyên tắc, làm thế nào mà Marie có thể nhận biết được cái điều đó xảy ra cho mình? Thiên sứ trả lời: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Chúng ta phải nhận được quyền phép từ trên cao và sự biến hiểu Chúa bao phủ chúng ta. Bây giờ chúng ta mới có khả năng tiếp nhận được lời của Đức Trời, và nhờ đó mà lời của Đức Trời sẽ bày tỏ quyền phép ở trong chúng ta, khiến chúng ta được sanh lại vậy. Cũng như Marie. Marie được nghe lời của Đức Trời phán qua Thiên sứ Gabriel. Nhưng mà cho đến khi nào Marie chấp nhận đồng ý, chờ đợi, bây giờ Thánh Linh sẽ đến trên người và quyền phép của Chúa sẽ bao phủ người đó. Bây giờ cái điều Chúa hứa sẽ được thành ở trong thân thể của Marie và mang bông trái theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chữ nhận biết ở trong Luca đoạn 1 câu 34 này đó, cũng chính là chữ nhìn biết được chép trong răng đoạn 17 câu 3. Đó là chữ Ginosko số 1097 của tiếng Hy Lạp, có nghĩa là biết, hiểu biết, học cho biết, nhận được sự hiểu biết để nhận lãnh được sự biết. Sự nhận biết giữa người nam và người nữ qua sự giao phối, tức là trở lên một, trở nên một. Đây là nguyên gốc của tiếng Hebrew, chữ nhận biết đó. Chúng ta nhớ chuyện thành Sodom và Gomorrah khi xưa. Ba thiên sứ của Chúa đến tại thành đó để gặp ông Lót. Vì thiên sứ của Chúa quá đẹp, nên dân của cái thành đó bao vây cái nhà của Lót, đó là hãy đưa những người đó ra cho chúng ta để chúng ta biết người. Chứ biết là gì? Để được kinh nghiệm được cái gì hay, cái điều tốt ở trong người đó. Trong Ngôn đoạn 18 có mai chép: ai tìm được một người vợ, ấy là tìm được một điều phước và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va. Tìm được, nhận được, tức sự ban cho đó, khi nhận được ân điển của Đức Giê-hô-va. Người vợ, tức là người giúp đỡ. Nếu chúng ta không nhận nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta không thể nào xứng đáng với trước mặt Đức Chúa Trời được.
Cũng như ngày hôm nay, không có người nào sinh ra được nuôi cho lớn lên rồi chẳng học hành gì cả, mà cậy cơ bắp của mình để vào làm một công xưởng, người ta sẽ nhận cả. Không, người ta không nhận cái người không có sự biết. Người ta cần cơ bắp, người ta cần cái đầu. Khi cái đầu mà có trí khôn, thì cơ bắp dù yếu đuối, người ta biết sử dụng trí khôn của mình để vận dụng các vật khác có sức hơn sức lực mình để làm công việc. Thì chúng ta có vậy, chúng ta phải nhờ ơn của Đức Trời giúp đỡ mình để chúng ta có thể được chứng nhận, được chấp nhận và xứng đáng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Hình bóng về sự người nam kết hợp với người nữ đó là sự trở nên một. Hình bóng về tâm linh chúng ta chỉ có thể hợp với Chúa được khi xác thịt này được phục bằng lại Đức Trời, nó hiệp một với tâm linh mình. Bây giờ cả thân hợp với linh hiệp một lại thờ phượng Chúa, bây giờ mới được chấp nhận. Còn nếu dù cho lòng chúng ta có khứng hợp với Chúa nhưng mà xác thịt này không phục bằng lại Đức Trời, tâm linh người đó vẫn không được sử dụng ở trước mặt Đức Trời, bởi vì nó không hiệp một lại cái vật được Chúa Trời giúp đỡ. Rất nhiều người khi nghe về tin lành cứu rỗi của Đức Trời thì người ta đều tin rằng vì Đức Trời đã yêu thương thế gian nên nỗi đã ban được con một của Ngài, hầu cho ai tin con đó sẽ không bị hư mất nhưng mà được sự sống đời. Người ta tin Chúa để yêu thương nên Ngài ban con một cho họ, thì họ tin con đó thì họ sẽ được cứu. Thế nhưng mà làm thế nào để có thể được giá cứu chuộc đó? Người ta biết rằng con một Đức Trời là giá cứu chuộc cho mình, và ta chỉ đến một cái vế là Chúa nói ban con một Ngài, mà lời của Chúa hứa đó là thuộc thể. Rõ ràng người ta nhìn thấy Chúa Giêsu đến thế gian này và đó thuộc thể. Nhưng mà tất cả mọi sự thuộc thể đó đều là bóng của sự thuộc linh, tức là thuộc về sự sống đời đời, thuộc về thần linh. Vì khi chúng ta nhìn thấy lời của Đức Trời rồi, mà làm thế nào thì chúng ta có thể nhờ lời của Đức Trời để mà được cứu? Xác thịt người ta quỳ gối cầu nguyện tiếp nhận Giêsu Christ làm cứu Chúa của cuộc đời mình, phần thuộc thể đã xong. Nhưng mà làm thế nào để có thể tiếp nhận được sự cứu rỗi cho tâm linh mình là một việc thứ hai nữa. Là việc thứ hai này là trải suốt cuộc đời của người ta sống trên đất này phải hoàn toàn làm trọn cho cuộc đời của mình thì người ta mới thể nhận được giá cứu chuộc này cách đúng nghĩa và chắc chắn cho sự cứu rỗi linh hồn mình, và người ta lại ít để ý đến. Người ta chỉ nghĩ rằng vì Đức Trời yêu thương nên Ngài sẽ làm điều đó cho mọi người, tức là cho những người nào muốn nhận sự cứu rỗi cho linh hồn mình mà thôi. Hết thảy những người tin Chúa luôn được nghe về danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời công bình. Thế nhưng mà nếu như người ta chỉ tin rằng vì Đức Trời là sự yêu thương nên Ngài đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu Christ đến thế gian này để cứu chuộc họ, và những người nào muốn nhận sự cứu chuộc đó, người ta cần một điều kiện thôi là tôi công bố, tôi xưng ra và tôi tin Ngài và cho rằng như vậy là họ được sự cứu chuộc rồi, thì sự công bình của Đức Trời sẽ không được công nhận. Nếu chúng ta chỉ cứ cầu nguyện tiếp nhận Giêsu Christ là cứu Chúa của đời mình rồi, mình được cứu rồi, thế thì rất đến khi xưa đó họ sẽ kiện lại Đức Chúa Trời. Như vậy là không công bình. Vì khi xưa chúng tôi tin Ngài là Giê-hô-va Đức Trời của tổ phụ chúng tôi tin và chúng tôi đi ra rồi. Nhưng mà chúng tôi phải làm theo luật pháp của Ngài. Chúng tôi phải đánh trận với là dân Amalek ở trong đồng vắng. Chúng tôi phải trải qua những khó khăn trong đồng vắng rồi. Vậy mà chúng tôi còn bị bỏ lại. Chúng tôi có tin mà. Vậy những người này chẳng làm gì cả, chỉ tin không thôi. Mà được cứu rồi, thế vậy là không công bình. Rất nhiều người nói Chúa là công bình, nhưng mà hành động của họ lại tỏ ra chính họ không công bình. Vì chúng ta không được phép để tư tưởng chúng ta nghĩ sai lệch về sự công bình Đức Trời, mà chúng ta phải tìm hiểu Chúa công bình chúng ta như thế nào. Ngài đã chúng ta tùy theo điều gì chúng ta đối lại với Ngài, không phải là cách của chúng ta nghĩ, mà cách luật pháp của Chúa đã được in ra và chép xuống cho chúng ta. Chúa đối xử chúng ta qua luật này, và chúng ta phải qua luật này để đối xử với Chúa, vì chúng ta không nhìn thấy Chúa, Chúa nhìn thấy chúng ta. Vậy làm sao chúng ta có thể nhận biết rằng Ngài cai trị công bình được? Qua lời của Chúa. Chúa làm chứng cho chúng ta biết rằng trời đất vẫn còn đó. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta có quyền tin Chúa và có quyền đòi hỏi Chúa tất cả điều gì đó có chép trong Kinh Thánh. Tôi thấy có lời Chúa chép, tôi tin và tôi làm theo. Và trong khi tôi làm theo như vậy đó, mà thấy lời hứa Chúa chưa nghiệm tôi sẽ đến với Chúa, tôi lại Chúa, con xin bình luận với Ngài. Vì con có làm theo lời của Chúa chép, mà sao con chưa thấy điều đó đến với con? Chúng ta có quyền bình luận bởi vì có lời chép. Chúa sẽ xưng ta là công bình bởi vì chúng ta tin vào lời của Đức Chúa Trời. Nên có lúc Chúa muốn chúng ta phải bình luận với Ngài. Vì ma quỷ là kẻ cướp, giết, hủy diệt, nó là quân trộm cướp. Nếu ta không hiểu luật pháp, chúng ta làm trọn cuộc đời của mình trong công việc nhà Chúa rồi, nhưng mà vì ma quỷ nó lừa dối, mà mình không biết biện luận với Chúa đó, và chúng ta bị cướp mất. Chúng ta phải biện luận với Chúa những gì mà Chúa đã hứa cho chúng ta, mà Chúa đã nói rằng hãy biện luận cùng ta hầu cho người được xưng công bình. Đây có những lúc chúng ta phải biện luận với Chúa nữa. Chúa Giêsu đã phán chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Thứ nhất, Chúa Giêsu muốn chúng ta nhìn vào điều Đức Chúa Trời muốn ban cho loài người, đó là sự sống đời đời trong Ngài. Trong mặt lệnh này, nếu nói Đức Chúa Trời là sự yêu thương, vậy thì sự yêu thương của Chúa được chứng minh qua điều gì? Chúa nói,
Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Chúa là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài yêu chúng ta, vì thì tình yêu của Chúa là lớn vô cùng. Không phải là chỉ ban phước rồi ban tất cả mọi thứ cho người ta thôi, nhưng mà Chúa ban lại sự sống đời cho chúng ta, và sự sống đời đó của chính Ngài. Như vậy thì ở đây Chúa muốn ta nhìn vào câu này. Chúa muốn ta biết rằng Chúa muốn ban cho người sự sống đời của Ngài, trong Ngài đã từng ban cho chúng ta từ lúc ban đầu. Điều thứ hai nữa, Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận biết được điều kiện mà những người sẽ nhận được sự ban cho sự sống đời của Đức Chúa Trời. Đó không phải là bất cứ những người nào miệng xưng Chúa Giêsu Christ là Chúa thì sẽ nhận được. Nhưng chỉ có những người nào được xưng, hay là chính xác là chính những người nào được Đức Chúa Trời xưng, người đó là bạn hữu của Ngài. Đấy là điều chắc chắn Chúa Giêsu đã phán, đó là mạng lệnh. Một câu hỏi cần được đặt ra là tại sao chỉ có những người được gọi là bạn hữu của Đức Chúa Giêsu Christ thì mới nhận được sự nhìn biết Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Thế nào gọi là bạn hữu? Chúng ta cần phải chú ý vào từng lời mà Chúa Giêsu đã phán dạy, cũng như mọi lời mà Đức Chúa Trời đã phán với dân Israel. Vì Chúa Giêsu không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mà chính Ngài đã nghe và đã được chép xuống trong Kinh Thánh. Vì Ngài đến để làm chứng rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Nếu như Chúa Giêsu không nói điều gì đã có chép thì Ngài không phải là con Đức Chúa Trời. Nên Chúa Giêsu phán là ta chẳng tự nói của mình, những điều ta nói là Cha ta sai ta nói. Như vậy Chúa Giêsu nói lại tất cả mọi điều mà đã được chép xuống, không có điều gì lạ cả. Nhưng mà Chúa bày tỏ ra cách mới cho người ta biết, cái dùng các ví dụ thực tế để nhắc cho người ta biết những điều mà Chúa đã ban cho đó là rất hệ trọng của chúng ta, và người ta có thể hiểu được nếu người ta chú ý vào lời của Chúa. Chúng ta chú ý lời của Chúa là vì lời của Chúa là thần linh và sự sống, và chính Đức Chúa Trời sẽ hành động đem lại sự sống và sự sống đời cho những người nào tin và vâng giữ các mệnh lệnh cùng các điều răn của Ngài. Đó chính là điều kiện tiên quyết không thể thiếu cho sự sống lại của tâm linh người tin Chúa và sự sống đời. Rất nhiều người tin Chúa ngày hôm nay hiểu sai lệch về sự làm thế nào để hưởng được sự sống đời. Bởi có rất nhiều người đã, họ nói họ dâng linh hồn mình, họ đã dâng tiền của, dâng tài sản, dâng đất đai và làm rất nhiều những công việc. Nhưng mà Chúa nói các ngươi hiểu sai rồi. Nếu các ngươi chỉ dùng tất cả mọi điều đó để dâng người ta, các ngươi mất trắng, là vì chẳng có cái gì thuộc về các ngươi cả. Mọi sự đều thuộc về Đức Chúa Trời hết. Chúng ta không thể lấy của Đức Chúa Trời dâng lại cho Đức Chúa Trời mà gọi là của mình được. Tất cả mọi công việc chúng ta làm là việc đáng phải làm. Khi chúng ta làm bất cứ điều gì cho Đức Chúa Trời, Ngài là đấng công bình luôn báo đáp lại cho chúng ta. Chúng ta làm cho tục thể, Chúa ban phước lại cho tục thể, Ngài rất công bình. Nhưng cái điều quan trọng nhất Chúa muốn ta nhìn biết Ngài. Trong bất cả mọi công việc chúng ta làm phải nhìn biết Chúa. Nhìn biết cái gì? Nhìn biết Ngài là vua, Ngài là Chúa. Chúa của cái gì? Của cả vũ trụ này, Chúa của muôn vật, Chúa cả cả thế gian, Chúa của thời gian, Chúa của thiên nhiên, Chúa của tất cả mọi sự liên quan đến mọi vật ở trên trái đất này. Chúa muốn ta nhận biết điều đó để làm gì? Để kính sợ Ngài và nhờ cậy Ngài. Nhưng mà phần lớn người ta là gì? Người ta muốn Chúa nhìn biết công việc của mình. Chúa biết rằng tôi có làm công việc của nhà Chúa thì Chúa nhớ đến tôi và ban phước cho. Không cần chúng ta phải nói, Chúa cũng nhìn biết điều đó. Chúa xem động cơ chúng ta làm trước mặt Chúa là cái gì, và Ngài ban phước lại cho chúng ta theo đúng luật công bình của Ngài. Nhưng cái phần quan trọng nhất là tâm linh chúng ta nhìn biết Chúa. Vì nếu chúng ta nhìn biết Chúa thì cũng giống như là khi chúng ta đang đói mà người ta, ai đó đưa cho ta một cái gì đó người ta gọi là bánh mà chúng ta chưa ăn bao giờ cả, ta rất là đói. Và người đó là, đây là bánh, và người đó ăn thử một miếng cho mình nhìn thấy rồi và người ta đưa cho mình, thì việc của mình là phải ăn thử nó xem có quả thật là lương thực hay không. Mình phải hành động bởi đức tin, tiếp nhận lấy, ăn cho mình rồi và chờ đợi ăn vào. Chúng ta biết cái điều đặc biệt là Chúa tạo dựng chúng ta cái khả năng tiêu hóa rất là nhanh. Nếu là thực phẩm ăn vào trong lòng chúng ta đó chỉ vài phút thôi, rất là nhanh, chúng ta cảm nhận để có năng lượng ngay lập tức. Có một sự trả lời đặc biệt từ trong lòng chúng ta rằng nó có năng lượng và chúng ta yên tâm mà chúng ta ăn. Bởi vì chúng ta là phải ăn, bây giờ ta biết à đó là lương thực. Chúa muốn ta nhìn biết Đức Chúa Trời qua công việc chúng ta làm. Chúng ta chỉ nhìn biết Chúa là thành tín. Từng bước một chúng ta bắt đầu tin Chúa cai trị từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Và bây giờ chúng ta có đức tin ở nơi Đức Chúa Trời vậy. Giăng đoạn 14 câu 10 đến câu 11 chép: Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta hay sao? Nhưng lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói, ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm chọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Có hai điều Chúa muốn chúng ta nhìn vào. Cũng như tôi từng làm chứng, có nhiều người hỏi tôi, làm thế nào anh tin cái cuốn Kinh Thánh này là lời của Đức Chúa Trời? Không lẽ Chúa chép à? Người ta hỏi chúng ta như vậy. Vậy chúng ta trả lời họ như thế nào? Có rất nhiều cách trả lời. Tất cả mọi sự đều có cái thật và có cái giả.
những cái giả đến từ ma quỷ. Vậy thì chúng ta có thể nhìn biết được tất cả mọi cái dấu hiệu trên tất cả mọi thứ chúng ta có. Đến tờ ngày nay chúng ta là người ta thấy người ta làm giả rất là nhiều, người ta làm giả tinh vi lắm. Nhưng mà lời của Đức Trời là thần linh và sự sống, lời Chúa là lời mang quyền phép khiến người ta sống lại và được sự sống một đời. Vậy thì để có thể kinh nghiệm được lời Đức Trời, chúng ta phải thử. Trước hết là chúng ta phải thử sử dụng lời của Chúa xem. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đều thử mà. Thứ nhất là chúng ta thuận lợi nhất là có những người đã dùng một số hàng hóa nào đó rồi và người ta nói lại cho chúng ta biết hàng đó rất là tốt. Như vậy chúng ta không cần phải thử chính mình nữa, bởi vì có người khác đã dùng trực tiếp rồi. Vậy chúng ta tin và chúng ta sẽ mua. Và Chúa Giêsu đã đến vào ngày giảng lời của Chúa. Chính Chúa đã phán rằng ấy là Cha ở trong ta. Chính Ngài làm trọn công việc riêng của mình. Và Chúa nói nếu người không tin ta, hãy tin những công việc của ta. Chúa cho chúng ta hai phần. Một là tôi tin hoàn toàn đây lời của Đức Trời, tôi làm theo. Nhưng mà kinh nghiệm chúng ta vẫn vừa làm vừa nghe vừa nhìn xem nó trả lời chúng ta như thế nào. Và khi chúng ta được gặt hái kết quả chính xác đó lời của Đức Trời đem lại rồi, chúng ta tin nữa. Nghĩa là chúng ta cũng vừa làm vừa thử. Thứ hai, Chúa muốn chúng ta nhìn vào công việc của Chúa để nhận biết đó là lời của Ngài. Khi một người nào đó công bố đức tin của mình và kết quả đem lại là người đó đã được hưởng cái điều gì lời Chúa đã hứa. Nhưng mà chúng ta đã nhìn thấy công việc của Chúa rồi và chúng ta tin. Một là chúng ta trực tiếp vào lời của Chúa. Hai, chúng ta tin qua công việc của lời Ngài. Khi chúng ta nhìn vào công việc của Chúa, chúng ta tin rồi, chúng tôi sẽ làm theo lời của Đức Trời mà không cần nhìn biết công việc nữa, bởi vì mình đã thấy công việc của Chúa rồi. Ngày mai Chúa phán xét thế gian là bởi vì người ta nhìn vào công việc của Chúa mà không nhận biết Chúa. Chúa Giêsu phán dạy cho hết thảy những người nào đến nghe Ngài giảng. Ngài không nói tự mình, nhưng Ngài nói mọi điều mà Đức Trời là Cha của Ngài đã phán dặn, và một lời mà Chúa Giêsu đã giảng đó là thần linh và sự sống. Có nghĩa là lời không phải là văn tự mà thôi, trong lời đó có quyền phép của sự sống và sự sống đời đời. Vậy thì khi Chúa nói như vậy đó, Chúa mới bảo chúng ta này, người đừng nghi ngờ, lời này khác với lời của thế gian. Hãy tin đi, hãy giữ vào lòng mình đi và làm theo đi, rồi ngươi sẽ xem. Nó khác với lời của thế gian, bởi vì lời của Chúa sẽ thi hành công việc của Đức Chúa Trời. Công việc của Đức Chúa Trời đã được phán rồi. Chúa làm chứng về công việc của Ngài qua lời của Chúa, được chép vào trong sách nào? Ê-sai 55, bởi cái đó tôi giảng rất là nhiều lần, nhiều bài có Ê-sai 55 trong đó. Chúa nhắc cho người ta nhớ hoài. Chính Đức Chúa Trời bảo đảm lời của Ngài. Lời của Ngài thi hành công việc của Ngài. Lên Chúa Giêsu đã phán lời, chính Ngài làm chọn việc riêng của Ngài. Việc riêng là việc của mình Ngài, vì Ngài là Cha của muôn vật. Ngài tạo lên vật nào đó, Ngài sẽ duy trì vật đó bằng lời của Ngài. Ê-sai 55 từ câu 10 đến 13 chép: và như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho xanh ra và cây nộ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy. Đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi núi và đồi sẽ trỗi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Đấy là một dấu đời đời để cho chúng ta nhận biết danh của Đức Giê-hô-va. Chúa nói danh Đức Trời mà là danh Đức Giê-hô-va, tức là đấng tự hữu hoàng hữu. Nên Chúa Giêsu đã phán là chính Ngài làm chọn việc riêng của Ngài. Như vậy thì việc chúng ta là phải biết là lời của Chúa là thần linh và sự sống, mà lời đó là để nuôi chúng ta, để cứu chúng ta, để bảo vệ chúng ta, để bảo tồn, để duy trì sự sống chúng ta. Mà việc chúng ta là phải tin, không phải là cái lời tự động, mà chính Chúa đã làm điều đó. Ngài đã sai khiến cái lời đó. Vậy vì chúng ta là tiếp nhận lời Chúa vào lòng mình. Và chúng ta cảm tạ Chúa, Chúa đấng thành tín, Ngài sai khiến tất cả muôn vật đều làm theo ý của Ngài. Chúa bảo đây là hạt giống, đây là cái rau, nó sẽ làm trọn điều của Ngài. Nên khi chúng ta nấu hạt gạo lên, nó thành cơm. Chúng ta gọi nó là cơm, hoặc chúng ta gọi là cháo, tùy ý chúng ta. Nhưng mà chính Chúa đem hạt giống đó để gì? Để nuôi loài người chúng ta, để nuôi các sinh vật trên đất này. Vậy thì khi chúng ta ăn cái cơm đó vào trong lòng chúng ta, từ cái cơm đó sẽ bảo đảm chính xác cái điều Chúa đã muốn cho chúng ta, đem lại dinh dưỡng nuôi chúng ta. Vậy tại sao chúng ta tin trong thuộc thể mà không tin trong thuộc linh? Nên khi chúng ta tin vào lời Chúa, chúng ta phải biết là lời Chúa chép thế nào, tôi tin, tôi làm theo và tôi biết chắc chắn nó sẽ đem lại điều đó cho tôi. Lời của Đức Trời chính là bánh và nước hàng sống cho tâm linh của những người nào tin và tiếp nhận lấy lời của Đức Trời và sống theo lời của Ngài. Bánh và nước là hai vật không thể thiếu cho sự sống của loài người xác thịt. Vì trong bánh và nước có chất dinh dưỡng khi người ta ăn, khi người ta uống vào trong thân thể của mình. Bây giờ các chất dinh dưỡng cùng nước sẽ cung cấp sự cần thiết cho sự sống của thân thể người ta.
Bây giờ các chất dinh dưỡng cùng nước sẽ cung cấp những sự cần thiết cho sự sống thân thể của người ta thế nào, thì đối với tâm linh của chúng ta cũng vậy. Lời Đức Trời quả thật là đồ ăn, đồ uống cho tâm linh của người ta thế ấy. Chúa Giêsu đã phán ở trong Giăng đoạn 6 câu 51 đến 58 như thế này: Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Bởi đó các người Giu-đa cãi lẽ với nhau mà rằng: Lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu ngươi không ăn thịt của Con Người, cũng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày Sau-rốt, ta sẽ khiến người đó được sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như Cha là đấng hằng sống đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha, cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống, bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Khi Chúa Giêsu phán những lời này, Ngài phán với ai? Ngài không phán với người Canaan, Ngài phán với dân Giu-đa. Ngài phán bằng tiếng Hebrew. Vì chỉ có dân Hebrew, dân Israel mới có luật pháp của Môi-se, mà Chúa Giêsu đã được Môi-se nói tiên tri rằng: trong anh em các ngươi sẽ ra một đấng tiên tri như ta. Các ngươi khá nghe theo đấng đó. Lời tiên tri đã được phán cho dân Israel, và Chúa Giêsu được sinh ra trong xứ Giu-đa. Ngài đang phán bằng tiếng Hebrew cho những người Giu-đa, nhưng họ không để ý đến họ. Ngày nay có nhiều khi chúng ta quên chúng ta là ai. Chúa đang đến để nói với dân của Ngài. Ngài đến trong xứ của Ngài, mà dân của Ngài quên này. Bây giờ họ chỉ mong muốn làm sao là vào quốc tịch của Roma, là công dân Roma, và họ nói tiếng của người Roma, bởi vì bị xâm lược và bây giờ bị đô hộ rồi. Họ muốn nói cái thứ tiếng của kẻ xâm lược mình để được chiều chuộng, để được nhẹ nhàng. Họ quên họ là người Hebrew. Có nhiều khi chúng ta tin Chúa rồi mà chúng ta cũng không biết cái danh là con cái Đức Trời quý như thế nào. Bởi vì đó, trong dòng dõi những người Cơ Đốc nhân ngày nay, có nhiều người vẫn còn ham muốn danh chức lệ quyền của thế gian, chức nọ chức kia ở trong thế gian, thậm chí gia nhập đảng phái, giữ chức vụ này ở trong chức vụ này, chức vụ kia ở trong chính quyền, mà quên rằng chúng ta là con cái Đức Trời. Chúa dùng ngôn ngữ của Ngài để nói với chúng ta, mà chúng ta là dân của Ngài. Vậy thì khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta phải nhận biết rằng đây là lời nói cho xác thịt của tôi hay cho tâm linh tôi. Nếu cho tâm linh tôi phải cần có người thông dịch. Người thông dịch đó là Đức Thánh Linh. Tôi phải hỏi Chúa lại: Chúa, làm sao tôi hiểu được lời này? Vì lời này chép về tôi, không phải cho người Việt Nam, không phải cho người Canada hay là người Mỹ, mà cho những người nào được sanh bởi Đức Chúa Trời. Như vậy là Ngài đã dùng lời của Chúa để bày tỏ tôi là con của Ngài. Nhưng bây giờ tôi bị hạn chế bởi xác thịt mình, làm sao tôi hiểu được? Làm sao tôi có thể được thông giải lời của Chúa? Thánh Linh của Chúa có quyền, bởi vì Ngài gửi lời của Ngài cho chúng ta. Và nếu chúng ta nhận biết rằng nếu không bởi Ngài chúng ta không hiểu được, vậy thì khi chúng ta cầu nguyện, cầu xin Ngài, chính Ngài sẽ mở trí cho chúng ta. Ngài không đánh đố, Ngài đến gõ cửa nhà chúng ta bằng lời của Ngài. Chúng ta nghe ai đó, chúng ta phải hỏi xem người ngoài cửa gõ chúng ta là ai chứ. Người đó sẽ trả lời. Vậy thì Chúa gửi lời của Ngài cho chúng ta, Ngài sẵn sàng trả lời chúng ta. Nếu chúng ta thưa và hỏi Ngài, Ngài sẽ trả lời cho chúng ta. Ở đây chúng ta thấy một cái từ rất quan trọng ở trong cái câu Chúa nói. Nếu chúng ta bỏ qua cái từ đó, không chú ý, chúng ta sẽ không hiểu nữa. Chúa nói như thế này: Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt to. Nghĩa là và bánh mà ta sẽ ban cho. Bây giờ chị đang đói, người khác đưa cho chị một cái bánh rất là quý, rất là tiền. Chị cầm cái bánh đó, chị nghĩ rằng nó quý quá, thôi để lúc nào mà mình về nhà từ từ ăn. Nhưng mà trong khi mình đang đói, mình muốn về nhà phải trải qua một chặng đường dài, mà mình cứ giữ cái bánh đó thì mình sẽ hết sức. Tại sao? Cái bánh nó còn có trọng lượng, mặc dù nó có chất nhưng mà nó vẫn là chân tay của mình, nó không mang lại sức cho mình. Càng đi càng thấy mệt mỏi, càng đi càng thấy mệt mỏi, nhưng mà tiếc cái bánh quá, cầm đi mệt mỏi rồi cùng xả tay xuống và nó rơi mất. Việc của mình là ăn cái bánh đó để có sức trở về nhà của mình. Mình phải ăn nó thì cái sức lực của cái bánh đó sẽ ban cho cơ thể chúng ta có sức trở lại về nhà mình. Chúa Giêsu bán lời Ngài chúng ta không phải là gánh nặng. Chúa nói chúng ta hãy hết kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho ngươi được yên nghỉ. Chính Ngài sẽ làm trọn điều đó. Chúng ta thường nghĩ rằng bây giờ tôi đọc lời Chúa rồi, rồi Chúa ơi, con đọc lời Chúa rồi, con cầu nguyện với Chúa xong rồi, nhưng mà không có khách. Thế sao bây giờ Chúa ơi? Chúng ta
cứ nghĩ rằng tôi làm xong thủ tục này rồi Ngài sẽ ban phước cho tôi. Chúng ta hiểu sai rồi. Vậy thì chúng ta phải nói với Chúa thế nào? Con cảm ơn Chúa vì con đã đọc lời của Ngài. Bây giờ con biết rằng con là con của Ngài và Ngài là Chúa của con. Vậy thì Ngài sẽ nuôi con. Vậy thì con có được trông cậy rồi, con cảm tạ Chúa. Hallelujah. Vì chúng ta là cảm tạ Chúa là tôi đã biết tôi là con của Chúa rồi. Và Chúa có lời hứa rằng con chim sẻ cũng thuộc về Ngài nữa. Nếu không, Chúa không cho phép, không có con nào rơi xuống tất cả. Mà tôi quý hơn con chim sẻ. Vậy tôi vui mừng, tôi cảm tạ Chúa, không lo công việc nữa. Và Chúa ơi, Ngài biết rằng con có nhu cầu. Xin Chúa nuôi con. Xin Chúa nuôi con để con biết rằng lời của Chúa ứng nghiệm. Vì chính Chúa làm chọn việc riêng của Ngài. Và chúng ta chờ đợi xem Chúa có bảo vệ chúng ta không. Ngài làm điều đó cho chúng ta. Nhưng phần lớn chúng ta thường hiểu cách của con người là tôi làm xong thủ tục rồi. Tôi báo cáo, con học xong bài rồi Chúa ơi. Chúa ban phước lại cho con. Chúng ta hiểu sai lời của Chúa. Chính Chúa làm chọn công việc Ngài đã hứa. Nếu chúng ta tin, phần lớn chúng ta là làm theo công việc của thủ tục. Tôi đọc xong rồi, tôi cầu nguyện, tôi học thuộc Kinh Thánh rồi. Thì Chúa nói là con học thuộc Kinh Thánh để trả lời cho Mục sư Thành thì phải. Chứ phải là con cho con. Thế gian biểu ngữ to tướng mừng Chúa Giáng sinh. Chúa nói là tất cả nơi nào để chữ mừng Chúa Giáng sinh, họ không có sự vui mừng. Cho đến khi nào bảo là cảm ơn Chúa, mừng Chúa đã Giáng sinh cho tôi. Ngài Giáng sinh cho tôi. Chứ phải là chúng ta kỷ niệm ngày Giáng sinh. Kỷ niệm ngày Giáng sinh thì không có ngày. Vì trong Thiên Đàng không có ngày. Ngày có từ muôn đời và ngày nào là ngày Giáng sinh của Ngài. Nhưng đó là ngày đó là ngày Chúa Giáng sinh cho tôi. Tôi cảm tạ Chúa, tôi vui mừng vì Chúa đã Giáng sinh cho tôi. Tôi đã được nhận sự cứu chuộc. Vì Ngài Giáng sinh để cứu chuộc tôi. Đó thì mới có sự vui mừng. Có các nhà thờ để mừng Chúa Giáng sinh. Đúng có sự vui mừng nữa. Buồn khô không à. Họ không hiểu lời Chúa. Chúa muốn chúng ta nhìn biết lời của Ngài. Chúa biết rõ tư tưởng chúng ta hiểu hay không hiểu. Ngài rất muốn chúng ta ngợi khen Ngài. Không phải vì cớ lời Chúa chép như vậy. Bây giờ người ta đưa cho em một cái bánh. Em nhìn thấy, em cảm ơn tôi bởi vì tôi cho em cảm động quá. Không, ăn đi, ăn đi. Rồi nói cho tôi biết ngọt hay chua. Ăn đi. Cảm ơn Chúa ngọt quá. Khi nó ngọt rồi em mới quý tôi chứ. Em biết là tôi thương em không phải là bởi vì tôi đến thăm em vì tôi có quyền. Tôi đến thăm em là bởi vì cái tình cảm của tôi cho em nên cho em cái bánh ngọt. Phần lớn người ta tiếp nhận lời Đức Trời là bởi vì Ngài, họ sợ Ngài. Nên lời Chúa xét là ra họ tôn vinh Ngài như vậy. Nhưng Chúa để muốn chúng ta kinh nghiệm được sự thương xót của Chúa, yêu thương ta, ban cho ta sự ngọt ngào. Nếu ta nếm Ngài, nếm bằng cái nào? Tôi tin lời Chúa, tôi làm theo. Tôi biết quả thật Chúa tốt lành. Ngài muốn ta ngợi khen Chúa khi ta nếm biết Chúa là tốt lành dường bao. Muốn nếm thì phải thử. Thử rồi chờ lại xem. Khi em vừa đưa vào lưỡi, em chưa cắn, em đã kêu ngọt rồi, em mới xạo. Em phải nhai, em nuốt rồi. Em mà cảm ơn Chúa ngọt thật. Anh mua ở đâu đấy? Đừng nói. Chị Bạch Tuyết hay làm cái đó lắm. Chị em mua điều đặc biệt hay chị biếu tôi tới Chúa. Mà tôi chẳng biết chỗ nào cả. Đừng biết. Biết thì mình bỏ tiền đi mua. Để chị biết thôi. Là sao chị đang đến nữa. Chúa muốn ta kinh nghiệm sự ngoài của Chúa để cảm tạ Ngài, vui mừng. Nên Chúa muốn ta nếm biết bằng cái nào? Lời Chúa phán làm sao? Chúa ban cho tôi phải không nào? Như vậy là tôi làm theo đi và tôi chờ đợi. Mới thấy là ngọt ngào. Chúa muốn ta trực tiếp cảm tạ Chúa bởi vì mình kinh nghiệm được Chúa là tốt lành. Đó là sự nhìn biết Ngài. Chúa nói, ta là bánh hàng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho. Rõ ràng là Đức Chúa Trời đã ban lời của Ngài cho người ta rồi. Nhưng người ta không ăn. Người ta đọc, người ta không ăn. Mà chữ ăn ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là nhìn, ăn, nuốt, thiêu đốt, tiêu thụ, sử dụng. Nó tiếng Hebrew. Và Chúa ban lời của Ngài cho họ nhưng họ không chú ý đến. Bởi cái đó đến ngày hôm nay có rất nhiều người mang danh là cơ đốc nhân, là hội viên trong hội thánh của Chúa. Họ cầm trong tay cuốn sách là bánh hàng sống của Chúa nhưng họ không nếm. Họ đọc mà thôi, họ không ăn. Họ đọc, họ không ăn. Họ tưởng rằng họ giữ cuốn sách thật đẹp, thật sạch sẽ như vậy đó là Chúa sẽ ban phước cho họ. Mà chúng ta phải ăn lời của Chúa, thiêu đốt, tiêu thụ, sử dụng. Chúng ta mới thấy Chúa đem lại điều đó cho chúng ta như thế nào. Làm thế nào chúng ta có thể nhận được các dinh dưỡng thuộc linh từ lời của Đức Chúa Trời cho tâm linh mình? Khi mà lời Đức Chúa Trời đã chép trong Kinh Thánh đó lại là văn tự. Rất nhiều người đứng giảng ở bục giảng nói là giờ Kinh Thánh đó đây là bánh hạt và nước ở sông của Chúa. Không giải thích được. Tại sao? Chúng ta phải đặt câu hỏi lại Chúa. Giống như người Hebrew họ thắc mắc mà. Lời này khó nghe quá. Không lẽ tôi ăn thịt Ngài, giết Ngài để ăn thịt Ngài sao? Họ không hiểu. Chúa đang dùng tiếng Hebrew để giảng với người Hebrew nhưng họ quên thân phận của họ đi. Bởi cái đó họ không biết lời của Chúa nữa. Chúa đến đó là lời ta nói của mọi người đều là thần linh và sự sống.
xác định chẳng ích gì. Vậy nên khi ta đối diện lời của Đức Trời, chúng ta phải hỏi Chúa chứ. Tôi cũng như quý vị thôi. Khi ta lời Chúa, ngay lập tức tư tưởng của tôi đến với Chúa ngay, tôi thắc mắc ngay. Tôi thắc mắc từng từ một thành một thói quen, tôi hỏi Chúa luôn và Chúa trả lời rất là nhanh. Câu trả lời đó là sẽ không có một người nào có thể lấy sự đọc lời của Đức Chúa Trời và dùng sức lực riêng của xác thịt mình để hưởng được sự sống đời đời. Bởi vì sự sống đời đời đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đức Trời sống và Ngài là đấng ban sự sống cho mọi loài. Vậy thì đấy là lời của Chúa ban cho mình. Nhưng mà không phải tất cả mọi người bỏ tiền ra mua cuốn kinh thánh đó thì sẽ hiểu được lẽ thật trong lời Ngài. Có một cái giá phải trả. Nếu người ta đọc để khoe mình, người ta không hiểu. Có người đọc tới 40 lần cuốn kinh thánh đó vẫn không hiểu. Họ đọc để khoe rằng họ thuộc kinh thánh. Mở miệng ra là nói câu nào ngay chấp câu đó ngay. Ai nói câu gì trả lời chính xác địa chỉ ngay. Đó là thuộc đường. Người đó chưa đi trên đường đó. Thuộc đường mà thôi. Giống như ông xe ôm đấy. Ông thuộc địa chỉ đường lắm. Nhưng mà ông không biết con đường đó có những gì. Ông đi qua thôi, ông thuộc. Ngay từ ban đầu Đức Chúa đã tạo nên loài người và ban sự sống đời đời cho loài người, để loài người được cùng với Ngài cai trị. Nhưng mà vì là người đã bất vâng phục bằng lệnh của Đức Chúa Trời, bởi cái đó mà người ta phải chết. Đức Chúa Trời không muốn là người ăn trái cây biết điều thiện điều ác, nhưng Ngài muốn là người ăn trái của cây có sự sống đời trong vườn Eden. Ngày này cũng vậy. Khi chúng ta cầm cuốn kinh thánh này là lời ban tự, không phải chúng ta thuộc kinh thánh rồi Ngài sẽ ban phước cho chúng ta đâu. Thuộc kinh thánh mà không làm theo còn bị phạt nặng hơn người không biết kinh thánh. Kinh thánh là lời của Chúa ban cho ta, đó là con đường. Khi chúng ta đi trên con đường đó, cái điều quan trọng chúng ta nhận được là gì? Theo chị, khi chúng ta đọc kinh thánh, biết luật pháp, chúng ta làm theo luật pháp của Đức Trời, thì điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta? Khi chúng ta đi trên con đường đó, vì đường của Chúa là sự sáng chiếu vào trong chúng ta. Chúng ta bước đến đâu, lập tức ở hai bên này, gương Chúa chiếu vào, lệch lạc làm sao, méo mó thế nào, giống như cái đèn bảy ngọn chiếu cho phòng của thầy tế lễ làm việc đó. Ơi thấy ông méo mó, ông gượng quay làm sao đó, ông nhìn thấy bóng của ông ta. Lời Chúa mỗi một ngày soi sáng chúng ta, chỉ cho ta biết tội lỗi cho chúng ta. Hành động, lời nói, tư tưởng chúng ta đều được Chúa soi hết. Chúng ta đọc đến đâu, Chúa soi đến đó. Bộc lộ chúng ta ra để chúng ta biết cái sự tối tăm ở trong chúng ta. Sự sáng soi trong tối tăm. Lời Chúa bộc lộ tội lỗi chúng ta ra. Và khi tội lỗi được bộc lộ ra, ví dụ bên trái là luật pháp chỉ chúng ta biết sự sai lệch, bên phải chỉ chúng ta biết là hậu quả của việc sự sai lệch đó. Và cái biển thứ hai là nếu ngươi làm theo thì nay là mọi phước lành, còn nếu ngươi không làm theo thì nay là mọi chủ giả. Bên này là cái gương chiếu trực tiếp chúng ta thấy méo mó làm sao, tội lỗi làm sao. Lời Chúa chỉ chúng ta biết tội lỗi. Bây giờ ta nhìn vào lời hứa của Chúa đi. Nếu ta làm theo thì sẽ như thế nào, và nếu không làm theo thì sẽ ra sao. Và bây giờ Đức Trời kích hoạt khả năng phân biệt thiện ác ở trong chúng ta. Bây giờ nó có việc làm. Khả năng phân biệt thiện ác sẽ như là tôi không chọn sự chết, tôi chọn sự sống. Tôi không chọn sự đủ xả, tôi chọn sự phước hạnh. Ngay lập tức chúng ta vừa nghĩ đến đó rồi, thanh niên nói là vậy thì ngươi làm theo lời ta đi. À, vâng, con sẽ làm theo. Lập tức Chúa cho ta có sức. Chúa tạo cho ta có sức. Như vậy là trong khi chúng ta đi, sức lực chúng ta được lần lần thêm, bởi vì thần của Chúa hành động trong lòng chúng ta. Ngày bây giờ chúng ta đã đọc lời Chúa đến đoạn nào, hiểu lệch hay sai, hay đúng, hay chính xác thì thế nào. Ngài uốn lên chúng ta qua lời của Ngài. Vậy chúng ta đi trên con đường này, thì có một quyền năng của Chúa soi dẫn chúng ta. Sự soi dẫn đó giúp ta nhìn biết lẽ thật. Khi chúng ta mua bất cứ một cái máy nào, trong đó có bản hướng dẫn, nó là bản tự. Nó không đem lại cho chúng ta bất cứ điều gì, ngoài việc nói, chỉ cho chúng ta biết. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng nó rồi, để vận hành máy rồi, chúng ta có sự hiểu biết mà cuốn sách đó không biết. Nó không bảo chúng ta là anh nấu như thế thì gạo sẽ dẻo, sẽ thơm, nó không nói. Nhưng nó là anh bấm như vậy thì máy sẽ chạy như vậy. Nhưng khi chúng ta làm theo chỉ dẫn rồi, chúng ta có một kinh nghiệm hơn, là cái kinh nghiệm mà chính con sách đó không biết. Ví dụ cái nồi cơm, họ cho anh ta biết là nếu anh cứ nấu ở trắng thì bấm nút này, nấu ở đỏ, nấu nâu thì bấm nút này. Nhưng nó không cho anh ta biết là sẽ ngon hay thơm. Nhưng mà kinh nghiệm ta khi làm theo điều đó, chúng ta biết là gạo này phải nấu như thế này. Như vậy khi chúng ta làm theo lời của Chúa trong văn tự này, tội lỗi được bùng thả. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn là chúng ta biết lẽ thật. Cái biết đó được Chúa tỏ cho chúng ta khi chúng ta làm theo lời của Chúa. Lẽ thật là sự trang bị của Đức Trời, chúng ta hiểu biết được cái tác dụng ẩn bí của luật pháp văn tự này, cái giá trị của nó. Nếu người nào không đi theo luật pháp văn tự không bao giờ biết lẽ thật, là bởi vì như vậy. Lẽ thật là sự tỏ ra của Đức Trời chỉ cho những người nào tin và làm theo lời văn tự này. Cũng như em ăn cái miếng mận đó, miền Bắc gọi là chay roi, ở đây gọi là mận. Em nhìn bên ngoài, em không biết nó ngọt hay chua. Cho khi em cắn nó rồi,
Sau đó em có kinh nghiệm rằng, tôi sẽ ra chợ, tôi sẽ chọn cái quả nào tương tự như vậy, cái màu như vậy. Tôi nếm, tôi biết đó là cái trái là từ đó rồi, tôi sẽ thích nó, tôi sẽ mua nó. Lẽ thật là kinh nghiệm của người đã được tận hưởng cái đó. Lẽ thật là Chúa bày tỏ cho ông ta. Để có thể nhận được sự sống lại cho tâm linh mình, người ta phải nhận biết rằng sự sống của Đức Chúa Trời là sự sáng của loài người. Và hễ người nào tiếp nhận lời Đức Chúa Trời và để lời Đức Chúa Trời cai trị xác thịt mình, vâng giữ và làm theo lời Đức Chúa Trời, thì sự sáng trong lời của Đức Chúa Trời sẽ dắt người đó ra khỏi nơi tối tăm, là sự đã cai trị trong xác thịt và trong tư tưởng của người ta. Chúng ta vẫn hát là Chúa Thánh Linh dắt dẫn chúng ta. Ngài dắt chúng ta như thế nào? Chúng ta cũng thấy tay Ngài dắt chúng ta, nhưng quả thật là tay Ngài dắt chúng ta. Tay của Chúa là ở đâu, chị Thủy? Người thông thái. Tay Chúa là lời của Ngài. Chúa dùng lời của Ngài là cánh tay hữu của Ngài. Ngài dùng lời của Ngài để dắt chúng ta. Chúng ta không thấy tay Ngài chạm với chúng ta, nhưng quả thật là Ngài dắt chúng ta. Phải không nào? Hàng ngày chúng ta dùng năm giác quan mà Chúa ban cho mình đó để dắt chúng ta. Phải không nào? Chúng ta đang đi này, mùi khét quá, lập tức đi ra khỏi nơi đó luôn. Cái gì dắt chúng ta ra khỏi nơi đó? Khứu giác. Sự hiểu biết đúng không nào? Chúng ta đang đi tự nhiên có cái biển cấm, nguy hiểm chết người, lập tức đi chỗ khác ngay. Có một quyền năng dắt chúng ta đi. Thị giác. Thấy chưa nào? Hoặc khi ta đang đi có điều gọi, đừng đi đâu đó, quay lại đây cơ. Chúng ta quay lại đi, không ai dắt chúng ta cả. Nhưng mà tiếng dắt chúng ta qua thính giác. Thấy chưa? Chúa dùng lời của Ngài để dắt chúng ta ra khỏi nơi tối tăm. Chỉ khi nào chúng ta làm theo lời của Chúa mới biết được. Và khi ta biết được thì khả năng phân biệt thiện ác bây giờ nó bắt đầu sử dụng theo đúng nghĩa của nó. Tức là nó sẽ chọn điều sống, không chọn điều chết. Khi Chúa ban luật pháp của Ngài cho dân Israel, Chúa cũng cho chúng ta biết chúng ta có thể sử dụng khả năng phân biệt thiện ác được. Chúng ta hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Nhờ lời Chúa chỉ cho, Chúa báo mà. Nếu ngươi làm theo thì này sẽ là mọi phước lành đấy. Còn nếu ngươi không làm theo thì sẽ như thế này. Như vậy thì chúng ta bắt đầu nghe lời Chúa và mắt chúng ta quan sát. Nhìn công việc và ta biết là tôi sẽ chọn điều này. Như vậy lời của Chúa dắt chúng ta. Ngài dùng lời của Ngài để dắt dẫn chúng ta ra khỏi nơi tối tăm. Là bởi vì lời của Chúa là luật pháp, là sự sáng, chỉ cho ta biết tội lỗi. Đồng thời cũng biết hậu quả của tội lỗi và hậu quả của sự lìa bỏ tội lỗi sẽ như thế nào. Và chúng ta được dẫn dắt bởi chính Ngài. Thực tế Đức Chúa Trời không chỉ dùng lời của Ngài mà thôi, bởi vì có nhiều người đó đọc rồi không chịu nghe. Nhưng mà thần của Ngài hành động. Ngài xem tư tưởng chúng ta như thế nào. Và khi chúng ta chú ý điều đó rồi, Ngài dắt chúng ta. Ngài cảm động tâm lý chúng ta, quyết định để xác thịt chúng ta vâng theo lời Chúa đi ra. Và khi đi ra rồi chúng ta mới cảm tạ Chúa, là cảm ơn Chúa, nhờ lời Chúa chỉ cho nên con thoát được khỏi cái tai họa đó. Và chúng ta kinh nghiệm được Chúa dắt chúng ta như vậy. Những người chưa tin Chúa, dầu xác thịt của họ đang sống đó, nhưng mà là sống theo tư dục mình, không có sự sống thật trong người đó, nên họ không biết công việc của họ là công việc chết. Bởi vì công việc của họ là ác. Mà gọi những công việc của họ là ác là bởi vì họ đã làm theo ý muốn của xác thịt hay chết, mà không nhận biết được trời và không thờ phượng Ngài. Có rất nhiều công việc người ta làm ra trên đất này đó, mặc dù người ta thấy là xây dựng nhà cửa, xây dựng tất cả công viên giải trí tốt quá, nhưng Chúa nói là tất cả mọi thứ mà các ngươi gọi là tốt mà không đưa các ngươi đến với sự sống của đời của Đức Trời đó, thì điều đó là ác. Ví dụ, đến ngày Chủ nhật, ngày mà dân sự của Chúa đi thờ phượng Chúa, mấy người bạn thân đến đây mở đi ăn tiệc, tức là khao hết, cho xe sang trọng đến đưa đón đi, ăn không phải trả tiền, còn có quà nữa. Nhưng mà chúng ta gọi đó không được đâu, tôi không thể đi được, vì đó là công việc ác. Mấy bạn giận, sao nói kỳ vậy? Tụi tôi mất công đến đây, xe sang trọng mở ông đi, dưới đó là có cả mấy em xanh xanh đỏ đỏ đẹp nữa, mà lại không chịu đi nữa, mà gọi chúng tôi ác à? Sao kỳ vậy? Bạn, nó ác là bởi vì nó cướp sự sống của tôi. Người ta bảo, tại sao vậy? Đến đó ăn uống vui vẻ mà. Mà không, nó ác là bởi vì nó khiến tôi lìa bỏ lời Chúa. Mà lìa bỏ lời Chúa thì tôi chết. Vậy thì việc các anh làm để tôi chết thì đó là việc ác. Bất cứ việc gì mà khiến linh hồn người ta chết thì đó là việc ác. Nhưng mà người ta không có sự sáng, ta không hiểu. Nhưng mình là nhờ có lời của Chúa cho chúng ta biết là nếu ta không làm theo lời Chúa thì công việc đó là ác, vì nó cướp sự sống của chúng ta. Thế ra không nhận biết. Nhưng mà chúng ta phải nhận biết được nhờ lời Chúa chỉ cho. Sách Tiên tri Ê-sai đoạn 59 từ câu 1 đến 11 chép: Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Vì tay các ngươi đã ô uế bởi máu, tay các ngươi
Ngón tay các ngươi đã ô uế bởi tội ác, môi các ngươi đã nói dối, lưỡi các ngươi lẩm bẩm sự xấu xa. Trong các ngươi chẳng có ai lấy lẽ công bình mà kêu rêu, chẳng có ai lấy điều chân thật mà đối lại. Hết thảy đều cậy sự hư không, nói lời dối trá, cu mang điều ác và đẻ ra tội trọng. Họ ấp trứng hổ mang và dệt màng nhện. Ai ăn những trứng đó sẽ chết, và nếu một cái trứng dập ra sẽ nở thành rắn lục. Nhưng màng họ không dùng làm áo được, không thể mặc được hàng họ đã dệt ra. Công việc họ là công việc đáng tội, tay họ làm những việc hung tàn, chân họ chạy đến điều ác, nôn nả làm đổ máu vô tội. Tư tưởng họ là tư tưởng gian tà, sự phá hại diệt vong là ở trên đường lối họ. Họ không biết đường bình an, trong đường họ đi không có sự công nghĩa. Họ tự làm những lối quanh queo, ai đi trong đường đó thì chẳng biết sự bình an. Vậy nên sự công bình đã cách xa chúng ta, sự nhân nghĩa cũng không theo kịp chúng ta. Chúng ta trông mong sự sáng mà sự tối tăm đây này, trông mong sự sáng láng mà đi trong u ám. Chúng ta đi dọc theo tường như người mù, rờ rẫm như người không có mắt, đúng chưa mà bấp chân như chàng vạng, giữa những kẻ mạnh mẽ mà như mình như người chết. Chúng ta cứ rên xiết như con gấu và rầm rì như chim bồ câu, trong sự công bình mà nó không đến, trong đợi cứu rỗi mà nó cách xa. Những lời này nhiều người trong thế gian lắc đầu, không thì hiểu cái đạo này nữa. Rất nhiều người ngày hôm nay họ làm vàng mã, làm hương, họ làm đủ thứ cho người chết. Họ cậy giàu có lắm, mà họ không biết rằng họ đang ở trong sự rủa xả cực nặng và hư mất linh hồn. Có nhiều người là có thờ có thiêng, vậy ta làm hương để cho người ta, như vậy làm điều tốt chứ. Nhưng mà cái công việc đó là công việc của ma quỷ, nhưng người là sử dụng cái hàng của họ đó là sẽ đem sự rủa xả nặng cho người ta. Thì cũng có thể như vậy, khi người ta theo Chúa mà không cầm giữ môi miệng của mình, thì cái môi miệng đó cũng là vật ô uế nữa, nó là sự ác. Vậy thì khi chúng ta theo lời của Đức Trời, lời của Chúa bắt đầu từng ngày một tùy theo sự học hỏi lời Chúa chúng ta. Nếu Chúa cho chúng ta biết là từ đây đến cái thành phố Hà Nội đó là 1600 cây số, và nếu mỗi ngày chúng ta đi theo một giờ là được 5 cây số đi bộ, và nếu chúng ta một ngày đi như vậy là 8 tiếng, chúng ta đi được bao nhiêu cây số? 40 cây số. Như vậy là ngày nào chúng ta cũng đi thì khoảng 400 ngày, tức hơn một năm chúng ta mới tới được Hà Nội, ví dụ như vậy. Mà nếu chúng ta không đi đều đều, chúng ta sẽ kéo dài thời gian ra. Tùy theo chúng ta nỗ lực đi, chúng ta đến nhanh hơn. Vì khi chúng ta đi theo lời Chúa cũng vậy. Nếu chúng ta đi thật nhanh, chúng ta đi nhanh bao nhiêu, chúng ta đọc lời Chúa nhiều bấy nhiêu, chúng ta học lời Chúa nhiều bấy nhiêu, thì sự sáng của Chúa tỏa trong ta nhiều bấy nhiêu. Sự sáng của Chúa gia tăng sự hiểu biết luật pháp cho chúng ta. Chúng ta bắt đầu kinh nghiệm được bằng cách là lời Chúa chỉ chúng ta biết tội lỗi. Chúng ta bắt đầu dùng sự nhớ lại của chúng ta đó. Chúa cho chúng ta nhớ lại những điều chúng ta đã làm trong quá khứ đó. Và chúng ta biết chúng ta đã phạm quá nhiều tội. Nhưng mà cảm tạ Chúa là biết nhiều tội cũng là một cái may. Là bởi vì chúng ta biết nhiều tội thì đồng thời biết bao nhiêu sự đủ xả đã đến trên cuộc đời của mình. Và bây giờ chúng ta có lời của Chúa hứa là nếu ta ăn năn xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình mà xóa sạch chúng ta mọi điều dằn ác. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta không phải đi 40 cây số nữa, ta phải đi 160 cây số là vì sao? Gánh nặng bỏ đi rồi. Xưng tội ra thì gánh nặng tuột đi. Chúng ta đi nhẹ hơn. Chúa ban phước cho chúng ta đi nhanh hơn. Thậm chí chúng ta còn chạy được nữa. Bởi vì sao? Phước đến. Chúng ta ham muốn biết nhiều hơn, đọc thật nhiều thật nhanh để mình biết à, ngày xưa những điều này là mình không biết nó có tội, nhưng mà công việc đó là tội. Thảo nào mình bị rủa xả, thảo nào mình khổ như vậy. Vậy rũ sạch đi. Và rũ sạch rồi không ngủ nữa, đọc cho hết đi, đọc để lột càng nhanh càng tốt, gì mà nó bám cuộc đời của mình. Nếu người nào nhận biết tác dụng của Kinh Thánh thì sẽ ham mến lời của Đức Chúa Trời. Vì nhờ lời Chúa chỉ cho mình biết là mình phải lột thật nhanh để mình được sạch tội, để được phước Chúa đến. Có người là không biết đấy, làm thủ tục của tôn giáo, không nhận được gì cả, mà còn mang nặng thêm nữa, phạm tội thêm nữa. Nên Chúa muốn ta nhìn vào lời của Chúa và đi theo Ngài là vì như vậy. Khi Đức Trời ban luật pháp của Ngài cho dân Israel, Đức Trời đã phán với họ rằng, các ngươi khá cẩn thận, kẻo lòng mình bị dụ dỗ, xây bỏ Chúa mà hầu việc các thần khác và quỳ lạy trước mặt chúng nói chăng, e cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va sẽ phừng lên cùng các ngươi. Ngài sẽ đóng các tầng trời lại, đến nỗi chẳng có mưa nữa, đất không sanh sản. Như vậy, các ngươi sẽ chết mất vội vàng trong xứ tốt tươi này, là xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi. Vậy hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến nó hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi trỗi dậy, cũng phải ghi các lời ấy ở trên cột nhà và trên cửa mình.
hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất. Vì nhược bằng các ngươi cẩn thận gìn giữ hết thảy điều răn này mà ta truyền cho các ngươi phải làm lấy, kính mến Giê-va Đức của trời các ngươi, đi theo các đạo ngài và chịu mến ngài, thì Đức Giê-va sẽ đuổi những dân tộc này ra khỏi trước mặt ngươi, khiến các ngươi thắng được các dân tộc lớn và mạnh hơn mình. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi sẽ đạp đến đều thuộc về các ngươi. Giới hạn các ngươi sẽ chạy từ đồng vắng tới Liban, từ sông Euphrates đến biển Tây, chẳng ai đứng nổi trước mặt các ngươi. Giê-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ rải sự kinh khủng và sợ hãi trong khắp xứ mà các ngươi sẽ đạp chân lên, y như ngài đã phán. Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả. Sự phước lành nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Giê-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta truyền cho ngày nay. Sự rủa sả nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-va Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường lối ta chỉ cho ngày nay, đặt đi theo các thần khác mà ngươi không hề biết. Khi Giê-va Đức Chúa Trời ngươi khiến ngươi vào xứ đặng nhận lấy, thì phải rao sự chúc lành trên núi Ga-ri-sim và sự chúc dữ trên núi Ê-banh. Hai núi này há chẳng phải ở bên kia sông Giô-đanh, qua khỏi đường Tây, tại đất dân Canaan ở trong đồng ruộng đối ngang kinh anh gần những cây rẻ bộp của Mô-rê sao? Vì các ngươi sẽ đi qua sông Giô-đanh đặng vào nhận lấy xứ mà Giê-va Đức Chúa Trời các ngươi bàn tròn. Các ngươi sẽ lấy xứ làm sản nghiệp và ở tại đó. Vậy phải cẩn thận làm theo hết thảy những luật lệ và mạng lệnh mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi. Phục truyền lời ký đoạn 11 câu 16 đến câu 32. Đức Chúa phán rất rõ mọi sự ở dân gian cần phải biết. Bởi vì khả năng phân biệt thiện ác đã ở trong loài người rồi. Nên khi lời này được phán ra, chúng ta phải lấy khả năng phân biệt thiện ác để suy xét, để nhận biết. Chúa cho chúng ta sự so sánh rõ ràng ở trong lời của Ngài. Khi mà người cầu nguyện tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của cuộc đời mình, thì người đó phải luôn ghi nhớ lời của Đức Chúa Trời và mang lệnh của Ngài phải luôn được tôn cao, phải được ghi nhận và phải được tôn trọng trong suốt cuộc đời của mình. Chúa nói rồi, như ân chí trước mặt này, phải nói đến luôn, dạy con cái của mình, nên là luôn luôn phải nhớ lời của Chúa. Tại sao? Bởi vì chúng ta đang ở trong sự tối tăm của thế gian này. Từ khi Adam phạm tội, trái đất bị bán cho ma quỷ rồi. Hàng ngày chúng ta phải đối diện với tất cả mọi sự thuộc về sự tối tăm. Chẳng cần đi đâu xa đâu. Bước ra cửa nhà mình là thấy sự tối tăm rồi. Thấy người ta làm sự tối tăm rồi. Nói bậy, hành động bậy, gian ác không à? Mà họ đâu biết là gian ác đâu. Nhưng mình nhìn nhận biết đó là gian ác. Bởi vì sự sáng của Chúa. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể bảo vệ mình được để mình không bị nhiễm như họ? Kiểu rằng chúng ta va chạm vào rồi chúng ta cũng nói như họ luôn, hành động như họ luôn. Trong tối tăm. Nên mỗi một ngày chúng ta phải có lời của Chúa. Trước khi ra khỏi nhà phải có lời Chúa soi sáng và nhận biết mình là ai ở trước mặt Đức Chúa Trời và mình là ai ở cái thời gian này. Cái thời gian chúng ta đang đứng đây là thời gian nào? Phải nhớ được tất cả ít nhất là ba điều. Một là tôi là người của Chúa. Hai là thế gian đang ở trong sự tối tăm. Ba là Chúa sắp trở lại ta lầm. Ngài sắp trở lại. Vậy thì làm thế nào mình có thể giữ được? Nhờ lời Chúa chỉ cho. Chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời để lời Chúa soi sáng mình. Mà Chúa thì không bao giờ quên cả. Chúng ta còn quên lên bởi đó Chúa nói là phàm trong các việc làm của con khá nhận bên Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Thứ hai, chớ khôn ngoan theo mắt mình mà chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa dạy chúng ta điều đó và chúng ta phải nhớ là Chúa giúp đỡ chúng ta. Ngài dùng lời Ngài để soi sáng chúng ta. Để trong bất cứ một công việc gì đó chúng ta sẽ có sự sáng của Chúa ngăn chặn chúng ta trước điều ác chúng ta thường hay làm khi xưa. Con ngựa quen đường cũ mà chúng ta phải luôn nhớ rằng xác thịt này nó vẫn còn. Và cái quá khứ nó vẫn còn đeo đuổi chúng ta và ma quỷ luôn luôn rình rập chúng ta. Và chúng ta phải luôn cai trị xác thịt mình là như vậy. Mọi người khi đang còn sống trong xác thịt mình thì phải hiểu rằng chính cái bản ngã xác thịt của mình hoặc sẽ là đồi, hoặc sẽ là núi, hoặc sẽ là cái thùng lũng đó. Chính cái bản ngã chúng ta là cái sự ngăn trở lớn nhất. Ngăn trở ai? Ngăn trở tâm linh chúng ta trở về nhà cha trên thiên đàng. Ngày xưa khi tôi chưa gọi cùng Chúa, sáng sớm chiều mưa, nhiều khi quên mình luôn. Mà ma quỷ nó hành động trên mình, nó lèo lái mình luôn, mình trở thành công cụ của nó mà mình có biết đâu. Cho nên khi mình theo Chúa, mình biết công việc ngày xưa đó là ma quỷ làm, nó cai trị mình. Và biết rằng ma quỷ luôn luôn tìm cách để nó cai trị tiếp. Nó tìm cách có cơ hội để nó vào cai trị mình. Mình phải nhận biết điều này. Và luật pháp của mình Đức Chúa Trời được ví là con đường bằng phẳng và thanh khiết. Và cái lòng cùng trí tưởng của loài người nó được ví là đồi này, núi này, gò này, trũng này. Nó phải được san bằng, phải lấp cho đầy theo như luật pháp của mình Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đi trên con đường của Chúa, tức là con đường luật pháp của mình, chúng ta không thể giống như ngày xưa được. Ngày xưa chúng ta sẽ nói theo cách của chúng ta, hành động theo cách của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đi theo Chúa rồi, chúng ta phải đi theo luật pháp của Chúa. Tức là có một con đường ở trong đầu chúng ta, có người bề trong chúng ta bắt đầu nó lệch lạc, nó làm cho
sẽ chúng ta nó bảo phải đi theo hướng này, phải nói như thế này, chúng ta cảm thấy khó chịu. Cảm thấy khó chịu. Nhất là có người khác nhắc nhở mình là khó chịu nữa rồi. Bởi vì ai cũng có tính tự ái, tức là tính kiêu ngạo cho chính mình. Nên khi người khác sửa mình đó là khó chịu rồi. Bởi đó là chúng ta không muốn sửa mình thì chúng ta thôi để lời Chúa sửa cho. Thì chúng ta phải đọc lời Chúa. Lời Chúa ban cho tâm linh mình. Tâm linh mình sửa mình thì mình không khó chịu lắm. Nhưng mà người khác sửa mình thì thật là khó chịu. Để dùng lời của Đức Trời sửa chúng ta là tốt nhất. Mác đoạn 1 câu 1 đến câu 4 chép. Đầu tin lành của Đức Chúa Jesus Christ là con Đức Chúa Trời, như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Này, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo ngài. Giăng đã tới trong đồng vắng, vừa làm vừa giảng phép báp tên ăn năn cho được tha tội. Lời của Chúa bắt chúng ta phải phục. Cái gì mà giấy mình lên nó phải đánh hạ xuống. Cái gì mà an phận thủ thường, rồi cái gì gọi là mặc cảm tự ti đó là chúng nó phải lấp cho đầy. Quong quẹo đó là gian lận đó là mưu mẹo đó là phải uốn nắn lại. Cái người khôn đi theo Chúa đấy thì nói với Chúa ngay từ ban đầu: Lạy Chúa, Chúa biết rõ tư tưởng con. Thì Chúa uốn nắn tỉa sửa tư tưởng con. Nếu con có làm điều ác, xin Chúa đánh phạt con để cứu con. Vậy thì Chúa sẽ làm. Bởi vì tư tưởng chúng ta là hay quanh quẹo lắm, luôn luôn sẵn sàng nói dối, luôn luôn sẵn sàng để có mưu để mà xử lý tình huống theo cách có lợi của mình. Và đó là sự quanh quẹo của con rắn. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta là hãy thẳng thắn, thành thật. Chúa sẽ bảo vệ binh vực chúng ta. Mà chúng ta phải tập. Và Chúa sẽ là đấng nhắc nhở chúng ta. Và chúng ta phải cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta điều này. Đối với tất cả mọi hạng người, thì dù họ có thế nào, thì chúng ta vẫn phải công bố luật pháp công bình của Chúa cho họ. Và họ phải được nghe. Vì luật pháp của Đức Chúa Trời có quyền đánh đổ tất cả mọi đồn lũy, mọi núi, mọi gò, mọi đồi, mọi chúng là bóng về những đồn lũy của tội lỗi trong xác thịt của người ta. Làm thế nào lời Chúa sẽ đánh đổ được các cái đồn lũy này? Khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta phải suy gẫm. Ngài đánh đổ bằng cách nào? Không phải người dùng xét trên đàng đánh xuống sang bằng cái đồi. Mà chúng ta sợ đâu? Không. Nếu chúng ta tin Ngài, tự dẹp bỏ cái hành vi cũ của mình đi, tập làm theo lời Chúa đó, thì bị tổn thương ít. Còn nếu không, Chúa cứ cho chúng ta làm đi, 2 ngày, 3 ngày, 1 tháng, 2 tháng, chưa thấy gì đâu. Nhưng khi mà cái lượng tội đã đủ rồi đó, dầm một cái, đánh sụp xuống tan tành, bắt đầu khóc, bắt đầu sợ. Ngài đánh đổ tất cả mọi đồn lũy của họ bằng chính tội lỗi của họ. Chúa nói, tội lỗi các ngươi, sửa phạt các ngươi. Bởi vì khả năng phân biệt thiện ác, nó sẽ suy xét. Có lời của Chúa nhắc rồi mà nó không nghe. Đến khi tay bạn giáng xuống rồi, hỏi mới sợ. Đức Chúa Trời dùng lời của Ngài để soi sáng lên sự tư tâm chúng ta. Nên chúng ta phải nhận biết rằng đó, khi chúng ta theo Chúa, ma quỷ luôn luôn rình rập chúng ta. Bởi vì chúng ta đã từng bị bán cho ma quỷ từ xưa. Nó biết đường lối đi cách cũ của chúng ta rồi. Nó đang rình mò để nó có cơ hội để trở lại. Nên khi chúng ta bước theo Chúa, chúng ta phải san bằng tất cả mọi cái đồi núi gò chúng của chúng ta bằng lời của Chúa. Vì chúng ta là nhận biết mình là yếu đuối và bất toàn, và hậu quả của tội lỗi là sự chết. Nhưng mà lời của Chúa là sự sáng, vậy thì tôi làm theo lời Chúa. Mình phải tin rằng Chúa sẽ biến đổi mình. Chúa biến đổi mình một cách là từng ngày một Chúa cứu chúng ta khỏi điều ác. Một ngày, hai ngày cảm thấy dễ dàng. Nhưng mà nếu ta cứ bước đi, một tháng, hai tháng, đến tháng thứ ba, tháng thứ tư, chúng ta bắt đầu thấy tâm tánh mình thay đổi rồi. Mình bắt đầu ghét tội lỗi. Nhưng mà đừng chủ quan rằng mình đã vững rồi, đi tiếp, đừng bao giờ nghĩ đến cái điều quay lại nữa, cứ đi tiếp đi. Rồi đến ngày kia là ghét luôn, hay ai nói đến điều đó là ghét, bực tức rồi, không chấp nhận, không thỏa hiệp nữa. Đây không nói về khả năng mình quay lại nữa, mà lúc nào có sự phản ứng mạnh mẽ chống lại cái sự tội ác. Lời của Chúa khiến ta được sống lại như vậy. Bây giờ là con người bị trong nó cai trị, nhất cử nhất động của tư tưởng, xác thịt chúng ta đều bị kiểm soát bởi sự sáng của người bên trong. Bây giờ luôn 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 giơ gươm ra. Nó biết nếu quay lại thì tội lỗi sẽ vào ngươi và sự chết sẽ đến với ngươi. Nó giơ gươm ra. Lời của Chúa có tác dụng khiến chúng ta được sống lại như vậy. Tiếp nữa, Gerizim trong tiếng Hebrew có nghĩa là được cắt tỉa bởi sự sắc bén, đá được đục đẽo gọt. Núi Gerizim là bóng về một hạng người chịu vâng phục mạng lệnh của Đức Trời để cho lời của Đức Trời tỉa sửa để được xanh bông trái cho Đức Trời. Và đối với những người này đó, thì sự phước hạnh ở trong luật pháp Đức Trời sẽ giáng trên những người đó. Nên Chúa phán như thế nào? Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi khiến ngươi vào xứ đặng nhận lấy, thì phải giao sự chúc lành trên núi Gerizim. Giao sự chúc lành trên núi Gerizim. Có hai núi đối diện nhau, con đường đi giữa này. Bên này núi Gerizim, bên kia là Ê-banh.
có một đường đi giữa. Đó là luật pháp của Chúa. Luật pháp của Chúa đi giữa hai con người, xác thịt và tâm linh. Một bên là sự phước lành, một bên là sự đổ xả. Khi chúng ta đi theo Chúa, chúng ta phải luôn luôn đọc lời Chúa. Vì lời Chúa luôn có lời hứa trong ngữ là bên này là sự sống và phước hạnh, bên này là sự chết và sự đổ xả. Chúng ta đi con đường này, ta luôn luôn hướng về lời của Đức Chúa Trời thì phước hạnh sẽ đến. Chúng ta phải giao ra, tức hàng ngày chúng ta đọc lời này thêm sức cho chúng ta. Khi chúng ta mở cửa ra ra mà biết rằng hôm nay không có khách, chúng ta đâu có sức mở cửa đâu, phải không nào? Nhưng mà chúng ta luôn nhớ rằng khách sẽ có đến. Vậy mình có lòng mở cửa để vui mừng để chờ khách đến thì không nào, thương mại chứ. Đối với lời Chúa cũng vậy. Chúng ta mở cửa mắt mình ra, biết rằng một ngày mới đã đến rồi, lập tức tôi nhớ đến sự phước lành và sự sống của Chúa ban cho tôi và tôi công bố lời Chúa khích lệ tôi tin vào lời của Đức Chúa Trời và Ngài sẽ ban lại cho. Sức đến từ cái lời này, không phải người ta hứa là ngày mai tôi sẽ đưa khách đến, ngày mai có thể không đến nữa, bởi vì nó bận rộn. Có điều gì đó khiến nó không thể đến được, đừng có tin vào con người, nhưng mà tin vào lời Đức Chúa Trời. Khi mở mắt ra, con gà nó nhảy xuống đất là bới, nó tin vào Chúa nuôi nó. Con chim mở mắt ra là nó hót, đi khi mặt trời sáng rồi, nhìn thấy rõ cành cây rồi, nó bắt đầu bay đi để kiếm đồ ăn. Thì chúng ta mở mắt ra là nhớ lời Chúa, cảm tạ Chúa và giao sự chúc lành trên núi Gà Rì Xìm. Vì tôi là người tin Chúa, tôi giao sự chúc lành ra và Chúa cho ta được hưởng điều đó. Lòng người chúng ta nghĩ đến điều gì? Phước lành. Chúng ta nhớ đến lời của Đức Trời, nhớ đến sự sống của Chúa, chúng ta có sức. Tiếp nữa, núi Ê-bênh là bóng dáng về hạng người cứng lòng không chịu vâng phục lời của Đức Trời. Nên những người đó giàu có mặc quần áo đẹp thế nào thì tâm linh của những người đó vẫn là trần chuồng lõa lồ như lời Chúa đã chép vậy. Cho nên nhớ chuyện hai bảng đá Chúa ban cho Môi-se không? Khi ông xuống trên núi rồi thấy sự của Chúa bùng lung thờ lại thần tượng, ông tức quá ông liệng bể hai và đó là pháp đó. Và bây giờ Chúa mang lệnh cho Môi-se vì ngươi liệng bể ngươi phải đục. Môi-se phải tự tay mình đục hai bảng đá để đem lên cho Đức Chúa Trời để Ngài ghi vào. Điều đó có nghĩa là cái bảng đá luật pháp đầu tiên Chúa ban cho Adam đó vì cớ tội lỗi bị bể rồi. Và bây giờ chính Môi-se là người dân pháp phải đục hình bóng rằng tôi tới Đức Trời sẽ công bố lời của Đức Trời. Lời Chúa là quyền năng sẽ bắt đầu đục đẽo lòng của mỗi người chúng ta theo cái tiêu chuẩn Chúa đã định. Khi lòng ta chịu luật pháp của Đức Trời được công bố qua tôi tới Chúa, bây giờ Ngài sẽ ghi luật pháp của Ngài vào trong lòng chúng ta và trong trí khôn chúng ta. Bây giờ Ngài mới đặt vào lòng chúng ta thì gọi là giáo ước của Đức Trời. Còn Ê-bênh trong tiếng Hebrew có nghĩa là trần chuồng, lõa lồ, trống rỗng, trơ trụi, nghèo nàn, xác xơ. Bất cứ một bài giảng nào cũng vậy, trong đó đều có hai luật. Một là cho Gerizim, hai là cho Ê-bênh. Tôi tới Chúa không nhìn biết, nhưng mà tự lời Đức Trời nhìn biết. Nếu chúng ta là Gerizim, nếu chúng ta được để lời Chúa cắt tỉa bởi sự sắc bén của lời Ngài, nếu ta là viên đá được đục đẽo gọt theo quyền năng của Chúa, thì chúng ta được hưởng Gerizim, phước lành sẽ đến trên chúng ta. Còn nếu người nào đó cứng lòng cứng cổ đó thì người đó sẽ bị trần chuồng lõa lồ trông đống trơ trụi nghèo nàn xác xơ. Dù người đó giàu có thể nào không cần biết, nhưng mà tâm linh người đó là trần trụi. Chúng ta xem lời Chúa chép trong sách Khải Huyền đoạn 3 câu 14 đến 22. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodicea rằng này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ của cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Và ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Sao ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lổ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi được trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần chuồng ngươi được khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phán với kẻ ta yêu thì ta của trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài. Ai có tai, hãy nghe Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Để có thể tiếp nhận lấy quyền phép trong lời của Đức Chúa Trời, cũng như để có thể tiếp nhận được các chất dinh dưỡng từ các lương thực nuôi dưỡng xác thịt mình, người tin Chúa phải tin, tiếp nhận, vâng giữ và làm theo lời Đức Trời như nhánh nho bám chặt lấy gốc nho vậy. Hàng ngày chúng ta đều có ăn uống buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, chúng ta đều biết chúng ta phải ăn nuốt để có dinh dưỡng. Tâm linh chúng ta cũng vậy, cần có lời của Đức Trời và chúng ta phải bám lấy lời của Đức Trời như nhánh nho bám lấy gốc nho vậy. Chúng ta hãy xem hai hạng người tin Chúa nhưng có hai thái độ khác nhau.
thì hạng người nào sẽ nhận được quyền năng trong lời Đức Chúa Trời để giải cứu tâm linh mình ra khỏi sự chết đời đời và được hưởng quyền làm con Đức Chúa Trời? Giác đoạn 1 câu 11 đến 18 chép: Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Lời Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha, giang làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trỗi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Và bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn, vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jesus Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Phần lớn người tin Chúa ở trong những hội thánh hữu hình ở trên đất này đó, là họ làm thủ tục tôn giáo. Họ tin rằng Chúa yêu thương họ, và việc họ đến là đọc kinh thánh để họ khỏi phạm tội. Họ đến thờ phượng Chúa để khỏi vi phạm luật ngày thánh của Chúa. Điều đó không đủ để cho họ có sức lực theo Chúa đâu. Bởi vì Chúa phán với họ nhưng họ không làm theo. Bởi vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se rồi, nhưng mà dân Israel được cứu không? Họ không làm theo lời Chúa, nên họ không nhận được ơn của Đức Trời, là ơn sẽ ban cho người nào làm theo lời Đức Trời. Thực tế lời Đức Trời đã ban cho người ta là đầy đủ tất cả mọi sự rồi. Người ta không nhận được quyền phép là bởi vì người ta không ăn, không nuốt lời của Đức Trời, không làm theo. Nên Chúa Giêsu phải đến, Ngài đến để làm một cái mẫu mực cho người ta biết rằng nếu như các ngươi tin lời Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi qua Môi-se và làm theo, thì các ngươi sẽ thấy được quyền phép. Cũng như bây giờ ta đến này, ta vâng giữ luật pháp Đức Chúa Trời đã ban cho, là luật pháp đã ban cho Môi-se, các ngươi biết điều đó. Ta đến đây, ta cũng làm đúng theo luật pháp đó. Các ngươi chết là bởi vì ngươi không tin vào lời Chúa, không làm theo. Còn ta sẽ sống là vì ta tin lời của Đức Trời và ta làm theo, không phải một luật pháp khác, mà luật pháp y hệt như luật pháp của ngươi đã có. Vì luật pháp đó ta đến, ta đến là cho vững lập luật pháp đó, ta làm theo luật pháp đó và sống theo luật pháp đó, rồi người sẽ xem đi, các người chính người sẽ xem xét xem tại sao người chết và tại sao ta sống lại được, cùng một luật pháp, cùng một con đường, cùng một điều kiện, là bởi vì người chọn làm theo xác thịt mình, còn ta làm chọn theo điều Cha ta muốn, bởi vì Đức Chúa Trời là Cha của loài người chúng ta, ban luật pháp của Ngài cho để cứu chúng ta về cho Đức Chúa Trời, không phải là ban luật pháp để chúng ta làm thủ tục sống trên đất này. Chúa mà chúng ta đến đây để làm thủ tục tôn giáo, đến đây để được Chúa mở trí, mở lòng ra để hiểu lời của Ngài, để có sức trở về với Ngài. Chúa làm mẫu mực. Khi Chúa làm mẫu mực rồi, Chúa đã thật đời giá để làm cho ta biết rằng dòng Ngài không có tội. Nhưng vì cớ tội lỗi của thế gian này, Ngài chịu thay cho. Nhưng mà không phải vì cái đó mà Ngài sẽ chết. Sao thì Ngài chết để làm một cái giá chuộc thân thể xác thịt chúng ta ra khỏi của luật pháp. Và tâm linh ta được sống lại. Nhưng mà không chết. Ngài sẽ sống lại sau 3 ngày. Điều đó có nghĩa gì? Cái sự chết, sự thương khoác của Chúa chỉ có giá trị trên người nào làm theo lẽ thật mà thôi. Chúng ta sẽ được Chúa ta khỏi sự xả của luật pháp, là sự ở trên thân thể xác thịt của người tội lỗi. Thứ hai, tâm linh ta được sống lại, được trở về thiên đàng với Đức Chúa Trời. Nhưng có một loại người nữa tin có Chúa như sống như dân Israel vậy đó. Họ nói với Đức Chúa Trời là họ tin Chúa Giêsu. Họ đến là thờ Chúa giống như thủ tục của tôn giáo vậy đó. Họ không làm theo lời Chúa, giống như dân Israel bị bỏ lại. Còn chúng ta thì làm theo lẽ thật, chúng ta được vào sự hiện thánh của Chúa. Như vậy công việc của Chúa Giêsu làm ra đó, khi chúng ta nhìn vào thì thấy có một hạng người vì không tin, không làm theo, nên dù họ có luật pháp trong tay, họ gọi con đường luật pháp đó là con đường, nhưng mà không làm theo, thì giống hệ dân Israel đó, họ vẫn làm theo thủ tục thờ phượng trên núi, họ vẫn thờ phượng trên núi Jerusalem và dân quốc của thế lễ y như luật pháp đã dặn, nhưng mà không tin vào quyền năng của Chúa, họ bị bỏ lại. Hai hạng người, hai thái độ khác nhau. Vậy chúng ta đến với Chúa cho thể làm theo cái điều mà Chúa muốn đó, tức là chính Chúa Giêsu nhờ sự làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời lên xác thịt có chết, tâm linh vẫn được sống. Còn mọi người làm theo thủ tục của tôn giáo, cứ tưởng là được sự sống ở đời, nhưng kỳ thực ra họ không nhận được. Vậy thì chúng ta nhìn thấy lời của Chúa phán cho chúng ta đó, ngày đến trong xứ mình, sao như mình chẳng hề nhận lấy, không làm theo, không trở thành người lân cận, không làm bạn với. Chúa nhận đầu tiên ở trong Hy Lạp, tiếng Hy Lạp trong câu 11. Nhưng còn trong câu 12 như thế này: nhưng hễ ai đã nhận Ngài, nhưng ai đã bám chặt lấy Ngài, giữ chặt lấy Ngài, sở hữu lấy Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép. Có nghĩa là khi chúng ta bám chặt lấy Ngài, giống như người bạn thân ấy,
cái người bạn thân, nhất là ở cạnh nhà hàng xóm này, bạn thân thì về đến nhà là díu dít với nhau đây. Chúa muốn ta làm bạn với Ngài. Bất cứ điều gì chúng ta đến với lời của Chúa Trời, điều gì xảy đến chúng ta rồi, ngay lập tức chúng ta làm gì nhỉ? Mở ra xem Kinh Thánh chép gì về điều đó. Ngày hôm nay chúng ta được thuận tiện hơn ngày xưa nhiều rồi, có máy vi tính rồi, chúng ta tra cứu từ Kinh Thánh dễ lắm. Mà cảm tạ Chúa, chức vụ của tôi được bận rộn thật, nhưng mà Chúa trang bị cho tôi đủ các loại máy móc tốc độ cao nhất, tôi xin được Chúa cho, và tôi có đủ tất cả mọi thứ để tra cứu về Kinh Thánh. Bất cứ từ gì tôi cũng thể tra cứu được ra rất là nhanh. Chưa đến 5 phút là tôi thấy ý nghĩa của nó rồi, rất là nhanh. Tôi làm bạn với cái máy vi tính đó, kỳ thực là máy vi tính làm công cụ để tôi kết bạn với lời Đức Chúa Trời. Tôi không hỏi ai cả, tôi hỏi lời Chúa. Khi tôi đối diện với một công việc gì đó, tin tức ở đó, ngay lập tức tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời và tôi tra cứu chính xác. Bộ nhớ của tôi đã ghi nhận, nhưng mà tôi cần kiểm chứng lại xem có điều gì khác không, số khác không, sách này, sách kia nói gì về điều này. Tôi làm bạn với lời của Đức Chúa Trời, giống như người bạn thân vậy đó. Nếu ta bám chặt lấy Chúa, nếu ta làm bạn với lời của Đức Chúa Trời, thì bây giờ chính Đức Chúa Trời sẽ phó sự sống của Ngài cho chúng ta. Chứ phó có nghĩa là gì? Ban cho mà không lấy lại, ban cho chúng ta mà không lấy lại. Khi chúng ta bám chặt lời Đức Chúa Trời, thì cũng như khi chúng ta ăn lời của Chúa vậy, khi chúng ta ăn bánh vậy đó, nó vào cho chúng ta rồi, nó không lấy lại, trừ khi chúng ta đào thải nó ra mà thôi. Còn không, ta giữ trong lòng ta thì nó sẽ mang đi giữa cho chúng ta. Chúa Giêsu đã đến trong xứ Giu-đê, Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Bethany và nhiều nơi khác trong xứ Cana này. Nhưng mà người ta không nhận biết Ngài, và vì cớ người ta không nhận biết Ngài nên không tin Ngài, nên họ đã không nhận lãnh được quyền phép của lời Đức Chúa Trời để giải cứu tôn mình họ ra khỏi quyền lực của sự tội và chết chết. Nhưng cũng những người tin nhận Ngài, và những người đã tin nhận Ngài làm cứu Chúa của cuộc đời mình, thì họ đều nhận lãnh được quyền hợp pháp, có sức lực, có khả năng trở nên con cái Đức Chúa Trời, là quyền phép có ở trong lời Đức Chúa Trời chuyển sang cho những người đó khi họ vâng giữ và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Người ta không nhìn thấy quyền phép của Đức Chúa Trời giống như người ta nhìn thấy ánh nắng. Khi nào chúng ta nhìn thấy ánh nắng? Chúng ta nếu ra ngoài giữa một khoảng trống, chúng ta khó nhìn thấy ánh nắng lắm, chỉ thấy sáng thôi. Nhưng nếu chúng ta ở trong bóng râm, nhất là dưới lùm cây, chúng ta thấy tia sáng nó rọi qua những cái bóng râm, bóng lá đấy, thấy cái giọt xuyên thẳng xuống rất là rõ. Nhất là có bụi chẳng hạn, thì thấy là giữa bóng râm và ánh sáng chiếu xuống thì sáng rất là rõ, phải không nào? Nhưng mà người ta không thể nhìn thấy quyền phép của Chúa giống như vậy được. Nhưng mà chúng ta có thể thấy kết quả của quyền phép của trời biến đổi cuộc đời của con người ta. Chúng ta nhận biết điều đó trên chính cuộc đời của mình. Quyền phép đó hành động trong lòng của những người tin Chúa khi họ nhận được sự tỏ ra bởi lời Đức Chúa Trời. Vì lời Đức Chúa Trời ra từ trong lòng của Ngài sẽ được chính Ngài tỏ ra từ trong lòng những người nào tiếp nhận, vương giữ và làm theo lời của Đức Chúa Trời. Bởi đó Chúa dạy chúng ta là chớ lấy sự nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng hãy làm theo lời. Khi chúng ta đọc, chúng ta nghe được rồi, nhưng mà chúng ta phải làm theo. Còn nếu ta không làm theo, chúng ta không có sức. Phải làm thì sẽ có sức, bởi vì lời Chúa ban ơn cho chúng ta, và bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được. Và ơn càng thêm ơn, vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-xu Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, nhưng chỉ con một ở trong lòng Cha là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho Môi-se đó vẫn còn đó. Nhưng mà tại sao ơn và lẽ thật lại bởi Chúa Giê-xu Christ mà đến? Có phải Đức Chúa Trời giấu tất cả mọi sự ra khỏi dân Israel không? Không. Vì nếu Đức Chúa Trời giấu đi như vậy thì Đa-ni-ên không có được cứu. Nhưng bởi vì Đa-ni-ên có được cứu bởi sự công bình mình nhờ lẽ thật của Chúa chỉ cho. Chính Đa-ni-ên nhìn biết lẽ thật của Đức Trời, ông đã cầu nguyện trong lẽ thật. Như vậy là chỉ có những người đi theo lời của Chúa đó thì Chúa sẽ bày tỏ lẽ thật. Dạ, cũng như khi chúng ta ăn, chúng ta sẽ biết đó ngọt. Chúng ta ăn, chúng ta nuốt, chúng ta nhận được dinh dưỡng từ thực phẩm. Thì trong lời của Chúa cũng vậy. Nếu ta làm theo lời Chúa, chúng ta đã kinh nghiệm được quyền phép của Chúa bày tỏ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thích làm theo lời của Ngài. Còn bây giờ chúng ta phải hiểu là chúng ta có một đấng bảo lãnh, đó là Chúa Giêsu. Khi nào chúng ta được nhận sự bảo lãnh của Chúa Giêsu? Không phải là khi chúng ta quỳ gối cầu nguyện tiếp nhận Ngài thì Ngài bảo lãnh chúng ta đâu. Không. Bởi vì Chúa Giêsu trở về trên thiên đàng, Ngài ban Thánh Linh của Ngài xuống trên đất này. Thánh Linh của Chúa sẽ tìm kiếm trong chúng ta ai là người đã tin Chúa rồi mà làm theo lời Đức Chúa Trời. Vì có một điều kiện, Chúa Giêsu đã sai Thánh Linh của Ngài đến trên đất này. Thánh Linh của Chúa là đứng dò xét lòng dạ đời người. Như vậy thì chính chúng ta cung cấp điều kiện để nhận được sự bảo lãnh, chứ không phải là Chúa nữa. Nếu lòng chúng ta chú về Chúa,
tìm kiếm Chúa, khao khát về Chúa, Thánh Linh biết. Vậy thì khi chúng ta hội đủ điều kiện, yêu mến lời Chúa của trời rồi, thì Thánh Linh sẽ đến với chúng ta. Chúa bảo lãnh cho tất cả những người nào đã cầu nguyện tiếp nhận Ngài, Ngài sẽ bảo lãnh cho người đó được. Nhưng mà chúng ta có nhận được hay không là do tư tưởng chúng ta, cái thái độ chúng ta và lòng chúng ta cung cấp cho Ngài cái cơ hội đó. Vậy nếu chúng ta nhờ cậy Ngài thì Ngài sẽ đến với chúng ta và Ngài giúp đỡ chúng ta. Như vậy lẽ thật chỉ có thể đến được khi chúng ta làm bạn với Chúa Giêsu, hay là lẽ thật đến với người làm bạn với lời của Chúa? Không phải là tôi đọc Kinh Thánh là bạn đúng nhá. Tôi suy gẫm lời Chúa, tôi nói chuyện với lời của Đức Chúa Trời. Tôi từng nói chuyện với Chúa mà khi mà Chúa ngự đi rồi, tôi biết là mình đã từng nói chuyện với Chúa. Nói chuyện bằng tư tưởng này, mình thắc mắc, thậm chí cái câu Chúa đang nói, Chúa nói này: ôi chớ chi dân ta khứng nghe ta, chớ chi Israel chịu đi trong đường lối ta, thì chẳng bao lâu ta bắt suy phục các thuộc nghịch chúng nó. Ngay lập tức tôi thắc mắc, ủa sao vậy? Chúa nhắc cho tôi nhớ là con đọc lại Công vụ các sơ đồ lần 7 đi, câu 42-43 nói gì về cái vấn đề này. Chúa nói lại với tôi, và lập tức tôi nghe tiếng Chúa và tôi rửa đoạn nói, tôi đọc, tôi hiểu rồi, tôi lại thắc mắc nữa. Như vậy khi tôi thắc mắc, tức là con người bên trong tôi hỏi Chúa và Chúa trả lời, tôi đang nói chuyện với Chúa. Mắt thì tôi nhìn, nhưng mà tư tưởng của tôi, tâm linh của tôi nói chuyện với Chúa. Chúng ta làm bạn với Chúa như vậy đó. Khi bạn đến, chúng ta im lặng nhìn nhau à? Không, nói chuyện với nhau. Đó. Khi ta nói chuyện với Chúa, Ngài trả lời, sự trả lời của Chúa là sự giải bày cha cho chúng ta. Chúa trả lời cho chúng ta, tức là Ngài cung cấp cái điều chúng ta cần phải biết về Ngài. Mà khi ta nhận biết về Ngài, chúng ta nhận biết chúng ta. Và chúng ta nhờ sự bí bảo của Chúa, chúng ta gia tăng sự kính sợ Ngài và yêu mến Ngài. Và Ngài ban cho chúng ta ơn của Ngài nhờ cái điều này. Khi người ta đói, các khả năng thuộc về năm giác quan của cơ thể bắt đầu hành động để tìm kiếm lương thực. Nhìn trước, nhìn sau, tìm kiếm xung quanh xem. Nhìn trước đã, rồi tai nghe. Đồng trống vắng, bây giờ sự nghe không có tác dụng nữa rồi. Nhìn. Nhìn rồi, tôi thấy cái chỗ nào nghi có đồ ăn, tôi bắt đầu đi tới. Tôi vào trong rừng và khứu giác bắt đầu tìm cái mùi, bẻ cây, người, rồi bắt đầu là thử nữa chứ, bẻ cây ra, nếm, thử. Chúng ta dùng các khả năng của mình để tìm kiếm lương thực cho mình. Khi chúng ta đói, chúng ta dùng khả năng Chúa ban cho đó để tìm kiếm lương thực cho mình. Thế thì chính cái thông tin mà người ta nhận được qua các giác quan của mình đó, cung cấp sức lực cho tinh thần, đúng không quý vị? Tôi nhớ cái lần đó chúng tôi vượt bến Tha Đo sang bên Lào. Vì không có rau liên, lên đơn vị chúng tôi ăn mặn. Anh nuôi cho mặn quá. Cả tiểu đoàn chúng tôi bắt đầu vượt qua bến Tha Đo, leo lên núi. Núi cao quá rồi, đến chừng một tiếng sau thôi, bắt đầu tôi uống nước. Hai tiếng sau, cả tiểu đoàn không còn một bi đông nào có nước đây, uống hết nước rồi. Mà nhìn xuống suối thì sâu quá, xuống đến đó là hết đường lên luôn, bởi vì nó cả km cao, không xuống được. Bắt đầu là khát nước rồi, không còn sức đi nữa, tất cả nằm dài trên đường này, mệt quá nằm rồi thôi. Ông tiểu đoàn trưởng đeo lô cựu cô này, ông nhắm mắt đi, ông đá chân cái tay lính đó, lính chửi thề, thằng nào đi không có mắt nào. Ông tiểu đoàn trưởng kệ, ngày xưa ấy, ông quay lại xem thằng nào dám nói tiểu đoàn trưởng như vậy đâu, nhưng mà kệ, hơi đâu mà nói đó, bây giờ mà mở miệng nó nói còn khát nữa, thôi cứ thế đi, cực vô cùng. Tôi dùng trí khôn của mình để tìm kiếm các cái mẹo của mình có trong quá khứ để tìm ra nước, và tôi tìm được một thùng nước. Nhưng mà một thùng nước đó thì không thể đủ cung cấp cho một đại đội, thì nói một tiểu đoàn nữa. Vậy có một cái tin tức thông tin của giáo liên báo xuống là cách đó khoảng chừng một cây số nữa, ở trên núi đó có cái vách đá lớn đó, có nước xảy ra. Nghe tôi có nước rồi, bất cả rồi, mắt sáng như sao đó. Thế là bắt đầu cử luôn ba anh, mỗi anh như vậy 20 cái bi đông nước, ba anh là 60 bi đông nước đó. Và đeo vào người này bắt đầu chạy. Bình thường đi không được, mà nghe tiếng có nước thôi, bắt đầu là có sức chạy rồi, chạy thật nhanh đến đó để lấy nước về, để cứu đơn vị. Điều gì khiến người ta có sức vậy? Tin tức qua sự nghe. Khi chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời, chúng ta tìm kiếm thông tin gì? Thường là chúng ta tìm kiếm thông tin phước, được không nào? Nhưng mà đối với tôi, tìm kiếm giao ước của Đức Chúa Trời là quan trọng nhất. Vì trong giao ước của Đức Chúa Trời đều có điều kiện. Khi tôi nhìn vào điều kiện đó, tôi lượng sức tôi. Tôi biết rằng tôi có thể làm được nếu tôi từ bỏ những cái gì mà tôi đã vướng vào luật pháp Đức Chúa Trời. Khi lột bỏ sự tối tăm vừa hết, lập tức chúng ta chuyển sang sự sáng rồi. Ngay lập tức Chúa bao phủ chúng ta luôn và Ngài cung cấp cho chúng ta. Như vậy cái sức của chúng ta đến từ thông tin Đức Trời tỏ ra cho giáo ước của Đức Chúa Trời. Cái người khôn là tìm kiếm thông tin, tin tức quan trọng nhất đó là điều kiện. Làm thế nào để tôi có điều đó được?
Người ta nói là ngày mai ăn phở không có tiền, nhưng mà điều kiện nào ở đâu? Không lẽ ăn một bát cháo chạy ba con đồng sao? Từ đây sang quận 7 kia mới 20 bạc tiền sang rồi. Như vậy cần gì phải sang đó mới ăn bát phở không mất tiền? Thực tế là mất tiền. Đi 20 về 20, 40 ngàn bát phở đắt quá. Chính cái điều kiện đó rút ra có sức lực ra quyết định. Lời Chúa có quyền năng, Chúa khích lệ chúng ta. Như vậy thì chính lời Đức Trời ra thêm sức cho chúng ta. Khi chúng ta nghe lời của Chúa, được tin đến bởi sự người ta nghe là khi nghe lời của Đấng Christ được giao giảng. Vậy thì hàng ngày chúng ta làm thế nào để có sức lực? Có điện thoại à? Không. Mở Kinh Thánh ra, đọc lời Chúa. Và khi ta đọc lời Chúa rồi, mỗi buổi sáng thức dậy, nhớ đến Chúa ngay lập tức. Có người bên trong đã nhận biết rằng mình đã nhận biết một thông tin rằng ngày hôm sau chúng ta phải đối diện đến bao nhiêu như thứ công việc. Nó biết rằng công việc này lấy làm nặng nề cho xác thịt. Nó sẽ lo rằng liệu mình có thể làm được không? Lập tức tâm linh đã biết đưa ra một câu có giao ước của Chúa thôi. Chớ sợ, vì ta đã chọn người, ta đã gây dựng người, ta sẽ tiếp tục bổng ngắm người. Ôi mừng quá, phải không nào? Đấy là giao ước, đấy là tin tức chúng ta cần, đây là vitamin tổng hợp, đây là sâm cao ly từ Đức Chúa Trời ban xuống cho chúng ta. Giao ước của Chúa khiến ta có sức lực. Khi công việc của Chúa đến, mình nó tự nhiên là mất thời gian này, mất của cải này, sức lực này. Ồ, mất nhiều thứ lắm. Nhưng mà được cái gì? Có giao ước ngay lập tức thanh toán ngay cái khoản này rồi. Đừng có lo. Gieo đi, sẽ gặt. Mà gặt thì nền cho đầy chặt luôn này. Bởi cái đó chúng ta có sức lực là bởi vì lời của Đức Trời ban cho chúng ta. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Ngài ban chúng ta bằng cái gì? Thiên sứ đến đặt tay trên mình à? Không. Lời của Chúa ở chất làm chúng ta bày tỏ hương ra. Bây giờ thanh niên trên này hiếm quá, dưới cô nữ. Khi mà em bắt đầu có một cái người yêu mà nhận được lá thư của người yêu rồi mừng quá đi. Tôi kể chuyện ngày xưa khi tôi còn ở bộ đội, tôi chưa lấy vợ. Có cô gái ở trong cái làng của tôi đó thì con của cái ông bạn cùng tuổi với ba của tôi. Cô ta đẹp như một hạt mít ấy. Đấy là lời của ba tôi nói. Con bé trông như hạt mít ấy. Tức là nhỏ nhỏ xinh xinh. Hồi đó mà không có xe Honda lên này, chở trên xe đạp thì người to thì hơi kỳ. Nhưng người nhỏ thì dễ hơn. Tôi với cô đã quen nhau, cùng làng với nhau cả thì cũng thân nhau dễ thôi. Cô ta là giáo viên. Người ta kể là cái hôm đó khi cô ta là đang dạy, người ta đưa lên lá thư, cô rửa ra là tên của tôi. Cô mừng, cô nhảy như là con nít vậy, cô nhảy chân sáo, tưng tưng người ta kể lại. Và nó mừng như mình nhặt được của. Nhận được thông tin đó, nó mừng rồi, nó chưa cần đọc bên trong có cái gì cả, thấy thư bên ngoài thôi đã mừng rồi. Vì người ta đang mong đợi điều đó. Và ngày nay chúng ta mong đợi cái gì? Chúng ta mong đợi sự hư không nhiều hơn là mong đợi sự có thật của Đức Chúa Trời. Mong nhận ước ra là hôm nay sẽ bán được nhiều hàng. Mà nếu ta mong điều đó mà không đến thì sao? Xỉu xuống, mệt, chán nản. Vậy chúng ta nhìn vào đâu? Nhìn vào điều Chúa hứa. Nhìn vào điều Chúa hứa. Vì Chúa đấng khôn ngoan và vô lận, Ngài biết hôm nào là Ngài sẽ đưa chúng ta của cải vật chất, hôm nào thì nghỉ ngơi. Vì nếu ngày nào cũng do nhiều hàng quá rồi mệt lả làm sao bây giờ? Chúa cho ta nghỉ và có lúc chúng ta phải làm chứ. Có kỳ nghỉ ngơi, có kỳ làm việc mà. Vậy chúng ta nhìn vào lời Đức Chúa Trời chúng ta có sức. Tôi có sức là bởi vì tôi biết rằng Chúa là đấng thành tín. Nếu Chúa đã giao việc thì chắc chắn là phước đến. Mình biết bổn tánh của Ngài rồi, biết công việc của Ngài rồi. Nên không lo gì cả. Khi mình được nghỉ ngơi nhiều thì chuẩn bị đi. Vì sẽ có ngày làm việc nhiều. Vì Chúa là đấng thành tín, đứng rất là công bình. Vậy thì trong khi mình được nghỉ ngơi, sửa soạn sẵn để chuẩn bị cái ngày bận rộn. Bữa đó tôi tàng trữ trên máy của tôi là biết bao nhiêu là cái ổ. Có thể 10 năm nay giảng lời Chúa vẫn còn 10 năm đó, sách còn đủ đó. Để cung cấp rất nhiều nơi, mình cứ giữ đấy đi. Vì Chúa là đấng khôn ngoan, Ngài sẽ dùng điều đó cách của Ngài. Còn mình cứ giữ. Tôi trông cậy lời Đức Chúa Trời, tôi không lo. Nếu Đức Chúa thành tín, mình biết bổn tánh của Ngài rồi. Nên mở mắt ra là nghĩ đến Chúa. Nhớ đến giáo ước của Đức Chúa Trời. Nhìn vào cố của Chúa, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Đó là giáo ước của Chúa. Đó là lời hứa có thật. Và Ngài đang hiện diện. Đừng nhìn vào cái tư tưởng bên ngoài đó, hư không. Dù người ta có hứa, chưa chắc. Kể cả nó đánh xe vào rồi, nó chất hàng lên rồi, chưa chắc đâu nhá. Nó trở về nhà rồi, chưa chắc đâu, nó còn trả lại nữa đấy. Thế gian mà, tin vào lời Chúa là luôn luôn bền vững cả. Đừng thấy công việc của mình trôi chảy mà vui, e rằng thần tượng nó. Nhưng mà được sống với Chúa, thấy bình an, vui mừng của Chúa trong mình rồi là vui. Bởi vì nếu có sự bình an của Chúa trong mình rồi, đó là dấu hiệu báo rằng mình an toàn. Nếu thứ an toàn trong mình rồi, công việc của mình chắc chắn an toàn. Vì nếu công việc của mình không an toàn, thì Ngài báo trước cho chúng ta biết. Nhưng mà làm thế nào mà người tin cậy Chúa mà lại bị không an toàn được? Vì Chúa luôn báo trước cho những người tin cậy Ngài. Và Ngài luôn ban phước cho công việc của người công bình. Mình không sợ người ta được. Vì Chúa bảo đảm cho chúng ta, vì Chúa nói cho chúng ta mà. Ngài sẽ ngăn cấm kẻ can luôn, để Chúa có thể phá hại ngôi mạng của chúng ta được.
Ngài ban phước cho cái giỏ, cái thùng, cái cây của chúng ta luôn. Ngài ban phước cho tất cả mọi sự thuộc về chúng ta luôn. Mà nếu kẻ ác cũng dấy lên chúng ta hả? Chúa đánh bại nó luôn. Mình có lời hứa Đức Trời đây, mình vui mừng. Thế gian còn sợ nhé, o bế khách hàng lắm ấy, mà vẫn còn bị lừa nữa. Nhưng mà chúng ta có Chúa rồi. Tôi thật cảm tạ Chúa điều đó. Vì chúng ta nhìn vào lời hứa của Đức Trời là hứa có thật, chắc thật, là hứa của vua có quyền thay đổi tất cả mọi sự. Cũng bởi lẽ đó, khi chúng ta nghe lời của Đức Trời được giao giảng, thì các khả năng mà Đức Trời đã ban cho là người sẽ hành động tùy theo tư tưởng của người ta. Nếu người ta tin thì người ta sẽ hành động theo điều người ta tin, và từ sức mạnh ban đầu của tư tưởng mình, người ta tiếp nhận và làm theo lời Đức Trời. Bởi vậy thì làm thế nào chúng ta có đức tin được? Đức tin chỉ có được khi chúng ta hiểu chắc chắn lời của Đức Trời. Đừng mất đức tin của người khác. Đức tin của chính mình khi đã hiểu lời của Đức Trời, tôi amen lời Chúa, tôi làm theo, đó là đức tin. Khi tôi làm, tôi cảm tạ Chúa, tôi biết tôi thành công. Bởi vì chính Chúa trả lời tôi biết về tôi đã sẵn sàng, tôi làm theo lời Chúa rồi. Như vậy là việc của tôi là không phải là tôi thấy rồi tôi mới tin nữa, bởi vì tôi có việc của Chúa rồi. Ngài sai tiên sứ của Chúa đi trước và tôi đến đó tôi làm mọi công việc. Tôi biết rằng không phải là dễ dàng, nhưng mà tôi biết là Chúa đồng hành với tôi và Ngài cai trị mọi sự. Tôi chuẩn bị tất cả mọi sự rất kỹ lưỡng ở trong thành phố Hồ Chí Minh này. Khi tôi đến sửa soạn cho tiệc cưới ngày hôm qua, máy trục trặc, ngay lập tức tôi cầu nguyện với Chúa ngay. Chúa vận dụng ngay cái máy thứ hai đó vì tôi luôn sẵn sàng và đối phó ngay. Và ngay lập tức tôi lấy cái máy thứ hai ở tại đó, tôi sửa soạn ngay lập tức, chuyển sang ngay lập tức, bên ngoài không ai biết. Không ai biết rằng tôi đã bị vướng cái đó, mà tôi mới xử trí được. Vì tôi biết rằng Chúa báo trước rằng có cái quyền lực dấy lên chống lại chúng ta. Mình đã biết điều đó, mình đã cầu nguyện rồi. Vì khi xảy ra điều đó rồi, mình không trách móc, không làm bầm với Chúa, không. Ngay lập tức, tôi huy động máy khác, ngay tại đó luôn. Sửa soạn ngay lập tức, rất nhanh chóng, mà Chúa chúc phước cho. Mình tiếp tục làm được. Tức là ngay trong lúc khó khăn nhất, Chúa mới bảo vệ mình. Dù khi chúng ta đi trong chúng bóng chết, chúng ta có chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng chúng ta. Chúng tôi tin cậy vào Chúa. Mình không thấy cái sự trục trặc đó mà lo sợ, mà biết Chúa đang cai trị. Mình trông cậy vào Chúa và mình vững chí, mình cầu nguyện với Chúa và Chúa làm việc và tất cả mọi sự đều tốt lành. Thi Thiên đoạn 34 câu 8 đến câu 22. Khá nếm thử xem Đức Giê-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Hỡi các thánh của Đức Giê-va, hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử tơ bị thiếu kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Hỡi các con, hãy đến nghe ta. Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ai là người ưa thích sự sống và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành? Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác và môi mình khỏi sự dối gạt. Hãy tránh sự ác và làm điều lành. Hãy tìm kiếm sự hòa bình và đeo đuổi sự ấy. Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ làm ác, đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm thần thống hối. Người công bình bị nhiều tai họa nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Ngài giữ hết thảy xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy. Sự dữ sẽ giết kẻ ác, nhưng kẻ ghét người công bình sẽ bị định tội. Đức Giê-hô-va chuộc linh hồn của kẻ tội tớ Ngài. Phàm ai nương náu mình nơi Ngài ắt không bị định tội. Khi người tin Chúa kinh nghiệm được các quyền phép của lời Đức Trời trên cuộc đời của mình, cùng quyền phép của Ngài cai trị muôn vật, thì bây giờ người ấy sẽ bám chặt lên lời của Đức Trời và luôn tìm kiếm Đức Trời qua lời của Ngài để được lòng khôn ngoan. Và người ấy thật không bao giờ dám nghĩ rằng công việc của họ đã làm đó là làm bạn với lời Đức Trời đâu. Người ta thắc mắc làm thế nào có thể làm bạn với Chúa được. Chúng ta biết các con trẻ, nhìn qua con trẻ đi, xem con trẻ chúng ta chơi cái gì, nó đi đâu về, việc đầu tiên nó làm cái gì nhỉ, nó chọn cái điều gì mà nó thích nhất. Nó làm bạn với công việc đó, nó làm bạn với đồ chơi của nó. Mỗi người chúng ta đều có một cái thích thú riêng. Ngoài công việc bình thường ra, chúng ta có thời gian dành là chúng ta thích cái việc chúng ta làm. Vì chúng ta làm bạn với lời đồ chơi, khi nào chúng ta làm bạn với lời đồ chơi? Không phải đọc lời Chúa mà làm bạn đâu. Đọc lời Chúa thì thuộc rồi, chẳng gì lạ cả. Nhưng khi làm theo lời Chúa thì bắt đầu thích thú. Bởi chúng ta tìm được cái bí mật, lời Chúa tỏ ra. Phước của Chúa đến, chúng ta thích thú tìm kiếm xem những gì mà Chúa đã giấu trong lời này. Mọi lời của Chúa đều là chìa khóa. Chúng ta phải sử dụng lời của Đức Trời. Làm rồi thấy chìa khóa, từ chìa khóa này mở sang các cái chìa khóa khác, từng phòng một, từng phòng một. Khi kinh nghiệm được lời của Đức Trời đều là của báu thiên đàng giấu trong đó, khi chúng ta làm theo lời Chúa và chúng ta cảm thấy thích thú muốn khám phá nữa, và rồi chúng ta làm bạn với lời Đức Trời lúc nào mà mình không biết. Thế đâu một tí là lờ kinh thánh ra, giống là bạn đấy. Giống như khi chúng ta làm việc trong thuộc thể, có gì đó gọi bạn mình đến, vì hai cái đầu hơn một cái đầu. Chúng ta lấy với lời của Đức Trời
Khi chúng ta làm theo lời Chúa, chúng ta kinh nghiệm được sự mách bảo của Chúa, chúng ta bắt đầu làm bạn với Chúa. Và khi chúng ta làm bạn với Chúa rồi, quen rồi đó, lúc nào cũng có bạn, đi trên xe cũng có bạn đó. Bạn luôn luôn ở cạnh mình, nói chuyện với mình. Khi mình nhìn thấy việc gì đó, ngay lập tức Chúa nói con nhìn thấy điều đó không? Chúa dạy ngay cho một bài học luôn. Trên đường đi, trên xe buýt, trên tàu, trên máy bay, luôn luôn có sự dạy dỗ của Chúa. Chúa luôn nói chuyện với mình, người bạn ở cạnh mình, xa tới mình đó. Những tác bài hát là Giêsu bạn thân chúng ta vậy đó. Lời của Chúa tương giao với chúng ta nói chuyện với Chúa qua lời của Ngài vậy. Chúng ta hãy xem tổ phụ đức tin của chúng ta là Abraham, chính người đã không bao giờ dám nghĩ rằng mình là bạn của Đức Chúa Trời, nhưng mà chính Đức Chúa Trời đã gọi Abraham là bạn của mình, bởi vì Abraham có đức tin vào lời của Đức Chúa Trời. Esai đoạn 41 câu 8 đến câu 10 chép: Nhưng hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, còn ngươi Jacob là kẻ ta đã chọn, dòng giống của Abraham bạn ta. Ta đã cầm lấy người từ đầu cùng đất, gọi người từ các góc đất mà bảo ngươi rằng, ngươi là tôi tớ ta, ta đã lựa ngươi, chưa từng bỏ ngươi. Đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Chúa gọi Abraham là bạn hữu Ngài, bởi vì tin và làm theo. Vì ngày hôm nay cũng vậy, khi chúng ta tin lời Chúa, làm theo lời của Ngài, và khi chúng ta tin làm theo lời Chúa, chúng ta thường luôn luôn có thắc mắc. Vì chúng ta đối diện với công việc của Chúa đó, chúng ta lại thắc mắc xem liệu công việc này có được không. Chúng ta thường luôn luôn tìm kiếm cho mình một cái thông tin trả lời mình rằng liệu có thành công không, liệu có bán được hàng không, liệu có giải quyết vấn đề được không, liệu có xong không, liệu có tới được không. Chúng ta rất nhiều câu muốn trả lời. Ai trả lời cho chúng ta bây giờ? Chỉ có mỗi đấng biết trước mọi sự là đấng trả lời cho chúng ta mà thôi. Mà khi chúng ta ở trong lời Chúa rồi, thường chúng ta vừa mới nghĩ đến, ngay lập tức chúng ta có câu trả lời rồi: con đừng lo, ta làm xong cho con rồi. Câu trả lời là đến từ Chúa. Trong cuộc sống của loài người, tình bạn hữu luôn được coi trọng, và lịch sử ghi chép lại tình bạn hữu vượt hơn cả tình anh em. Lời của Đức Chúa Trời chép cho Kinh Thánh lấy hình bạn hữu để nói về mối quan hệ mật thiết giữa người tin Chúa, yêu mến Đức Chúa Trời và là bạn hữu của Ngài. Nhã ca đoạn 1 câu 8 đến câu 11 chép: Hỡi người đẹp hơn hết trong các người nữ, nếu ngươi chẳng biết, hãy ra theo dấu của bầy và chăn các dê con mình gần bên trại kẻ chăn chiên. Hỡi bạn tình ta, ta sánh mình như ngựa cái của xe Pharaon, đôi má mình đẹp với đồ trang sức, cổ mình xinh với hột trân châu. Chúng tôi sẽ làm cho mình chuyền vàng có vảy bạc. Đây là thơ ca. Chứ bạn tình trong câu 9 này, trong tiếng Hebrew có nghĩa là người yêu, bạn hữu, bạn đồng hành, bạn thân. Khi nào thì Chúa gọi chúng ta là bạn hữu Ngài? Khi chúng ta chọn bạn, chúng ta luôn luôn chọn cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là cái bên ngoài mình ưa nhìn, mình thích nhìn người đó. Thứ hai là cái tính nết của người đó. Và thứ ba là cái tấm lòng của người đó. Chúng ta kết bạn chúng ta phải chọn mà. Thì làm sao chúng ta có thể đến với Chúa được? Ngài kết bạn với xác thịt chúng ta à? Không. Ngài kết bạn với chính tâm linh chúng ta, vì chúng ta ra từ Ngài. Ngài biết chúng ta đẹp trước mặt Ngài. Và khi chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời đấy, thì Ngài nói chúng ta là gì? Chúng ta là bạn hữu Ngài. Và Ngài khen chúng ta. Ngài đến để trang điểm cho chúng ta. Ngài trang sức chúng ta tất cả điều gì vốn thuộc về chúng ta từ lúc ban đầu. Khi xưa Đức Trời ban sự sống cho Adam và Ngài ban sự vinh hiển cho Adam. Sự vinh hiển của Đức Trời bao phủ Adam tuyệt vời. Vì tội lỗi mà chúng ta không còn thấy sự vinh hiển đó mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta quay trở lại cùng Chúa, chúng ta không nhìn thấy tâm linh mình. Nhưng mà đối với lời Đức Trời, chúng ta phải biết rằng là Chúa là thần linh tối cao, Ngài đứng tuyệt vời. Vậy thì tâm linh chúng ta cũng được tạo dựng như vậy. Vậy chúng ta đến với Chúa với tư cách là con cái Đức Trời. Chúng ta thường giao với Chúa và Ngài cho chúng ta nhớ lại là chúng ta là người đẹp hơn hết trong các người nữ. Đây có ai xấu đâu. Nhưng mà tâm linh chúng ta đẹp hơn hết tất cả người nữ. Tức là tâm linh chúng ta đẹp hơn tất cả người nào mà trong thân thể xác thịt của người đó là xinh đẹp. Bởi vì cái thuộc thể nó không thể đẹp bằng cái thuộc linh Chúa ban cho chúng ta được. Mà Chúa gọi chúng ta như vậy. Ngài muốn ta nhìn vào lời của Đức Chúa Trời. Chúa nói tiếp, nếu ngươi chẳng biết, hãy ra theo dấu của bầy và chăn các dê con mình bên các trại kẻ chăn chiên. Chúa bảo, làm sao mình biết mình đẹp được? Làm sao mình biết mình đẹp được? Hãy đến với những người chăn chiên. Hãy đến với những người chăn chiên. Kinh Thánh chép chúng ta đẹp. Lời Chúa là đấng chăn chiên lớn. Lời Chúa chép về chúng ta. Cha chúng ta đẹp tuyệt vời, không lẽ chúng ta xấu. Chúa nói là, hỡi người đẹp hơn hết trong các người nữ. Nếu ngươi chẳng biết, nếu ngươi không biết người đẹp, hãy đến với lời của ta đi. Ngươi sẽ biết người đẹp. Chúng ta nhớ bà Chu Nam không? Chúa khen bà Chu Nam như nào? Con rất đẹp. Chúa khen bà thật, bởi vì Chúa dựng đến người ta đẹp mà. Vậy chúng ta đến với Chúa với tư cách là con cái của Ngài. Chúa nói, hỡi bạn tình ta, ta sánh mình như ngựa cái của xe Pharaon, đôi má mình đẹp với đồ trang sức,
Ngựa cái của Pharaoh được trang sức tuyệt vời bởi vì nó là ngựa của vua. Chúa nói tiếp, đôi má mình đẹp với đồ trang sức. Qua trang sức má mình mang cái gì nhỉ? Các cô gái biết, phấn hồng phải không nào? Cho má nó đỏ lên, trôi mua so lên, trông nó khêu gợi phải không? Khêu gợi ai? Không phải khêu gợi phái nữ đâu, mà khêu gợi phái nam. Vậy chúng ta đến trước mặt Chúa, khi nào chúng ta được trang sức cái bộ mặt của chúng ta? Khi chúng ta đối diện với lời của Đức Trời, ánh sáng của lời Chúa chiếu vào mặt chúng ta, sự sáng của Chúa chiếu trên chúng ta. Vậy chúng ta đến với Chúa. Vậy thì khi chúng ta đối diện lời Chúa, chính Chúa gọi chúng ta là đẹp. Cổ mình xinh xinh với hột trân châu, chúng tôi sẽ làm cho mình chuyền vàng có bảy bạc. Chúng tôi đến đó là thần của Đức Chúa Trời. Các vị thần của Chúa sẽ trang bị cho chúng ta trở nên xinh đẹp trước mặt Chúa. Ngài trang bị lại bằng lời hàng sống của Chúa. Bạn tình có nghĩa là bạn yêu dấu, bạn yêu mến mình. Khi người tin Chúa yêu mến lời Đức Chúa Trời và lấy lời Đức Chúa Trời làm bạn đồng hành với mình trong mọi sự trong cuộc sống, thì người ấy sẽ tìm được những sự mầu nhiệm giấu kín trong lời Đức Trời, là sự tỏ ra của Chúa để chúng ta nhận biết là chúng ta đang thông công với Ngài. Thường thường chúng ta chỉ đến với Chúa với bộ mặt nhăn nhó thôi, tức là thất bại, đau khổ, bệnh hoạn, cho tới đến với Chúa. Nhưng mà Ngài sẽ trang sức lại cho chúng ta bằng điều gì? Khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta buồn lắm, không biết giải quyết vấn đề thế nào cả. Nhưng khi đến với Chúa, Chúa cho chìa khóa, sử dụng lời Đức Trời để giải quyết vấn đề này, chúng ta tươi tỉnh lại. Thấy chưa nào? Không cần phấn son gì cả, tươi tỉnh lại, cười được lại rồi. Nhờ cái điều gì? Thông tin của Chúa bày tỏ rằng chúng ta nhận biết rằng Chúa đã có cách giải cứu mình rồi. Thế việc của mình là gì? Vui mừng cảm tạ Chúa. Ma quỷ thấy mình sau đó buồn khổ dài, một chút sau nhìn mà thôi, coi chừng, mặt nó sáng sủa lên rồi, nó cười gì? Coi chừng nó được trang bị gì rồi? Trang bị lời Chúa. Chắc là nó được đeo gươm rồi, nó có gươm, nó có mão cứu chuộc, có giày dép thế này mình ăn, có thắt lưng bằng lẽ thật rồi, coi chừng mình chạy đó. Ma quỷ nhìn thấy mình vui là nó sợ rồi. Nó đã biết Chúa cho mình cái điều gì đâu. Nó không đọc được tâm trí của mình. Nhưng mà mình vui mừng là nó biết rằng mình đã được trang bị lời Chúa rồi. Đã là chuẩn bị chạy. Biết là thật giải phóng chúng ta là ở chỗ này. Vậy thì chúng ta đến với Chúa, Ngài trang bị cho chúng ta lời của Ngài. Vậy thì hàng ngày chúng ta phải làm bạn với Ngài để được trang bị lời của Chúa luôn luôn. Nên ta không sợ bị thua đâu. Châm ngôn đoạn 8, câu 34-35 chép: người nào nghe lời ta, hàng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta và chờ đợi bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay. Vì hễ ai tìm được ta thì gặp sự sống và sẽ được ơn của Đức Giê-hô-va. Ơn của Chúa là sự ban cho, sự tỏ ra của Ngài cho chúng ta. Thứ nhất, Chúa nói con đừng sợ vì ta là nơi ẩn náu của con, ta là nơi trông cậy của con. Nhưng mà ta không phải giấu con vào đấy để cho con tránh tai họa đâu. Con đến đây ta trang bị cho con biết cái kẻ đang tấn công con đó đã bị đánh bại rồi. Việc con bây giờ là lấy lời của ta lấy khi giữa chiến ra mà nghênh tiếp đó, đánh nó luôn. Để con lấy được của cướp, ta phó nó cho con rồi. Nó do một đường ra đánh con, nó do bảy đường chạy trốn chứ mà con. Ra đi. Việc chúng ta là tin điều đó và vui mừng đứng dậy, công bố lời Chúa. Lời Chúa đánh trận cho chúng ta. Chúa Giêsu phán, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Vì thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Cảm tạ Chúa. Khi chúng ta được biết những lời này, chúng ta có phải là bạn của Chúa chưa? Nếu không phải bạn của Chúa là sao ta biết cái điều này? Phải không nào? Những người không phải là bạn của Chúa nó ngồi 30 phút đồng hồ rồi, té luôn, chạy luôn. Dài quá, không thích nói chuyện, không phải là bạn. Chúng ta biết mình là bạn bởi vì chúng ta được Chúa tỏ cho những điều này. Vì nếu không phải bạn của Chúa, làm sao Chúa tâm tình cho thấy biết điều giấu kín này được, phải không nào? Nếu ta ngồi trên xe đò với nhau, ngồi cạnh chút xíu thôi, biết chỉ khoảng tiếng nữa là người ta xuống rồi, tại sao phải tỏ tình với người ta làm chi? Phải không? Nhưng mà cả một thời gian dài đi xe suốt như vậy đó, mình hợp với nhau, mình nói chuyện với nhau, bây giờ mình mới nói chuyện với nhau được chứ. Chứ thôi bỏ thời gian của mình đến với Chúa, và Ngài sẽ tỏ điều đó cho chúng ta, những điều giấu kín đó, vì sự sống của Chúa là trong lời của Ngài. Chúa Giêsu phán là: hỡi Philip, ta ở cùng ngươi đã lâu thấy mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta tức là đã thấy cha. Sao ngươi lại nói rằng xin chỉ cha cho chúng tôi? Giăng đoạn 14 câu 9. Chúa nói nhìn thấy lời của Ngài là thấy cha rồi. Nhưng mà làm thế nào để cha bày tỏ mọi sự giấu kín trong đó cho chúng ta được? Hãy làm bạn với Ngài. Chúa nói làm bạn với Ngài là như thế nào? Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì ngươi là bạn hữu ta. Làm theo lời Chúa. Đừng chỉ đọc mà thôi. Đọc xong làm theo. Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan và vô luận đã dùng lời của Ngài để cứu chuộc lại người lại cho Ngài. Nhưng chỉ có những người nào thật lòng tin cậy lời của Đức Chúa Trời và làm bạn với lời của Ngài thì những người đó sẽ nhận được sự tỏ ra của Đức Chúa Trời thông qua lời của Ngài.
Nhưng sự tỏ ra của Đức Chúa Trời chính là sự trang bị, sự ban cho, sự chuyển giao quyền phép, truyền sự sống sang cho những người nào yêu mến lời của Ngài. Mà sự yêu mến đó được Đức Chúa Trời gọi là bản hiệu của Ngài. Phần lớn chúng ta không đến với lời Chúa để làm bản hiệu với Ngài. Chúng ta thường đến với Chúa để tìm câu trả lời, để giải quyết nan đề. Cuối cùng chúng ta tìm kiếm lời của Chúa giống như tìm kiếm cái dụng cụ để giải quyết vấn đề vậy. Tìm kiếm cái giải pháp, chứ không phải là bạn với Chúa. Chúng ta thường bị động là tôi chỉ tìm kiếm lời Chúa khi tôi có vấn đề cần giải quyết. Và như vậy chúng ta không làm hiểu với Chúa được. Vậy thì Chúa ban lời của Ngài cho chúng ta không phải để chúng ta tìm kiếm giải pháp, mà Chúa muốn trang bị tất cả mọi sự chúng ta đã bị mất bởi tội lỗi của Adam. Mà toàn bộ Kinh Thánh đều là sự trang bị cho chúng ta. Chúng ta phải đọc để nuốt cho mình. À, cái này của tôi, cái này của tôi, cái này của tôi, cái này cũng của tôi hết. Tất cả mọi ơn của Chúa ghi trong Kinh Thánh đó là thuộc về tôi. Tôi đọc, tôi nhớ và tôi sử dụng. Vậy tôi đọc để tôi trang bị cho tôi. Toàn bộ Kinh Thánh nó phải vào trong tôi. Làm sao tôi nhớ được? Tôi phải thực hành. Tôi thực hành, tôi nói đến và tôi nhớ. Đó là điều Chúa muốn. Còn khi nào chúng ta sử dụng các khi giới chiến ở trong lời của Chúa, chính Thánh Linh Ngài nhắc nhở chúng ta. Ngài nhắc nhở cho ai? Qua tâm linh chúng ta. Tâm linh chúng ta nhận biết là trong sự việc này phải dùng câu này, dùng câu này, dùng câu này. Anh nghe đâu thấy Chúa sử dụng tôi viết rất nhiều sách. Là vì sao? Vì tôi có dụng tâm, tôi hiểu được lời của Đức Trời. Tôi biết đây là giá trị quan trọng của lời Chúa. Và tôi tin cậy lời Chúa. Và cho biết con hiểu rồi, con phải giảng ra. Con giảng ra rồi, có người không có điều kiện nghe con, phải viết xuống. Và tôi hiểu đó, tôi làm. Các sách được chuyển khắp nơi. Như vậy, chúng ta được Chúa ban cho mình cái điều đó rồi. Thì bây giờ có người nấu sẵn rồi, việc của mình là gì? Nhớ vào trong lòng mình, để mình nói ra. Mình nhớ đến, để làm gì? Để giải quyết mọi sự chúng ta đối diện đến. Làm bạn với lời Đức Chúa Trời. Mọi sách được viết xuống đã được bào chế rồi. Lời Chúa giải thích đây, giải nghĩa đây, chúng ta có lời Chúa để trang bị lời của Chúa rất là nhiều ở trong đó rồi. Đó là khí giới chiến Chúa trang bị cho chúng ta. Trang bị những gì thuộc về tâm linh chúng ta. Vì chúng ta là đối diện với công việc và xin Chúa chỉ cho con nhớ. Và chúng ta vận dụng trí nhớ của mình để nhớ lại và sử dụng lời Chúa. Đó là điều Chúa muốn. Chứ mà lúc đó chúng ta mới tìm, mà phải đọc tất cả lời của Chúa cho chúng ta đó, để giữ đấy và làm theo. Nhiều người tin Chúa vì thiếu biết nên họ đã cho rằng phải vào các trung tâm thần học, các trường đào tạo đó thì mới biết lời Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta chìa khóa thiên đàng, đó là chính Ngài sẽ tỏ mọi sự cho chúng ta nếu chúng ta là bạn hữu Ngài. Chúa nói với các môn đồ của Chúa này: hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các ngươi đã sẵn lòng ban nước Ngài cho các ngươi rồi. Chúa gọi họ là bầy nhỏ thật, nhưng mà đừng sợ hãi. Vì trong các ngươi chẳng người nào giàu có cả, chẳng người nào có bằng cấp địa vị trong xã hội đâu. Các ngươi nhỏ lắm, trong thế gian là nhỏ lắm. Nhưng mà đừng lo, Cha ngươi trên trời đã sẵn lòng ban nước của Ngài cho các ngươi rồi. Thần của Ngài sẽ ở trên các ngươi. Chứ mà thế gian các ngươi là nhỏ thật, nhưng mà thần của Chúa ở ngự trên ngươi rồi, ai dám chống cự các ngươi. Để chúng ta hưởng được nước Đức Trời, chúng ta phải làm bạn với Chúa, làm bạn với lời của Đức Trời. Đọc Kinh Thánh, và khi chúng ta hiểu Kinh Thánh rồi, chúng ta rất thích thú. Vì đó là sự trang bị cho tâm linh của chúng ta. Giăng đoạn 15 câu 12 đến 14 chép: điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Vì thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì ngươi là bạn hữu ta. Trong nhân gian người ta biết quý trọng sự hiểu biết và kiến thức đời, tức là kiến thức sống đó, kiến thức làm việc. Vì sự hiểu biết sẽ đem lại lợi nhuận và ích lợi cho sự sống của xác thịt người ta. Chính vì vậy nên người ta phải học và lo dạy cho con cái của mình đã nghề nghiệp cái trường đào tạo đó cho đời sau. Thế nhưng mà đối với người tin Chúa thì ít người nhận biết được nguyên tắc này. Vì phần nhiều người không muốn bỏ thời gian mình để tìm kiếm Đức Trời qua lời của Ngài, nhưng lại bỏ rất nhiều thời gian để tìm kiếm sự để nuôi sống xác thịt mình. Bởi cái đó nên họ bị lệch vế, khiến Chúa ghen tương. Nếu chúng ta không cân bằng giữa thuộc linh và thuộc thể, chúng ta sẽ bị thất bại. Vì đầu tiên Chúa muốn chúng ta đó là phải trang bị cho tâm linh mình. Bởi vì xác thịt chúng ta từ khi sinh ra đến bây giờ, nó quá nhiều thời gian kiến thức đời này nhồi nhét trong nó rồi. Bởi vì làm thế nào để chúng ta có thể cân bằng lại, phải trang bị cho tâm linh chúng ta sự sống của Đức Chúa Trời và lẽ thật mầu nhiệm ở trong đó, luật pháp công bình của Chúa. Bây giờ trong tất cả mọi kinh nghiệm chúng ta đã từng va chạm với xác thịt trong quá khứ đó, chúng ta sẽ được lặp lại ở trên cuộc sống chúng ta. Thường thường chúng ta dùng kinh nghiệm của mình để đối phó. Bây giờ chúng ta có người về trong, có luật pháp của Chúa rồi, chúng ta sẽ soi xét công việc của quá khứ đó theo cách mới, làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta nhờ sự sáng của Chúa mà giải cứu mình ra khỏi cái bẫy của sự chết vậy. Chúa nói: hãy làm việc chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống về đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà Cha, tức chính Đức Chúa Trời, đã ghi ân tín của mình. Giăng đoạn 6 câu 27.
là thứ mà con người sẽ cho, tức là Chúa sẽ ban cho khi chúng ta làm theo lời Chúa. Chính lời này sẽ báo trả cho chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu biết nguyên tắc của Chúa rồi, đừng nhìn thấy kết quả rồi mới làm, mà chúng ta nhìn thấy kết quả qua lời của Chúa. Chúng ta nhìn thấy kết quả là khi chúng ta làm công việc, chúng ta làm theo lời Chúa. Bây giờ công việc đó đến, tôi không làm theo cách cũ nữa, tôi làm theo cách của Đức Chúa Trời, và tôi thấy kết quả của Chúa. Chúa biết rõ là mình đã tin rằng nếu mình làm theo lời Chúa rồi, Ngài sẽ ban phước cho. Mình thấy kết quả qua công việc mình làm theo lời Chúa, chứ không phải qua công việc của thế gian. Có câu chuyện cái người truyền giáo đó, ông nghèo lắm. Ông có một cái áo và một cái quần sọt thôi. Ông ấy phụ trách mấy cái hội thánh trong cái rừng, vùng rừng đó. Mà ông ấy bị hơn một chục lần bị rắn cắn, bởi vì cứ đi đêm để mà thăm viếng các hội thánh trong rừng. Ông bị rắn cắn nhiều lắm, thì Chúa cứu ông ấy. Một ngày kia, cái làng đó mua hạt giống, nó bị nhiễm cái nấm. Thế khi mà họ gieo lên rồi, khi mà gieo mạ xuống rồi, cả cái đồng nó bị sâu, bị độc. Cái người hầu vị Chúa đó, người ta ngồi xuống cái đám ruộng của mình đó, anh cầu nguyện cho tiếng mới. Thế người trong làng đó mới bắt đầu cười anh ta, bảo thấy chưa, vì nó khóc kìa, nó khóc nó điên rồi, chẳng biết nó nói cái thứ tiếng gì nữa. Nó ngồi nó khóc kìa, để xem Chúa cứu nó được không. Người ta không biết rằng anh ta không khóc, mà anh ta cầu nguyện trong tiếng mới. Thì người ta tưởng anh bị đau khổ quá nên điên rồi, nói cái thứ tiếng gì đó. Nhưng mà lần sau anh cầu nguyện xong rồi anh về. Một tuần sau người ta từ trên núi ta nhìn xuống, ruộng anh ta bờ biến màu. Tất cả đều vàng hết rồi, nhưng mà riêng ruộng của anh ta nó xanh trở lại rồi. Và cũng cái vụ đó chỉ có mỗi mình gia đình anh ta được gặt hái mà thôi, còn tất cả các ruộng khác là chết hết. Bởi vì anh có tin cậy đấy Đức Chúa Trời, anh trông cậy đấy Chúa, anh tin vào khả năng của Đức Chúa Trời. Ngài cai trị muôn vật, Ngài cai trị các cả các sinh vật, Ngài cai trị tất cả ruộng đất đó, Ngài ban phước lại cho anh ta. Bây giờ người ta mới nhìn thấy là người nào tin Chúa thì không có gì bị hổ thẹn cả. Chúa Jesus đã sử dụng từ hãy làm việc để nói về công việc mà người nào phải lo cho sự sống của linh hồn mình phải làm. Là thứ công việc không phải bằng chân tay, mà bằng tấm lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời và tin. Chúng ta tìm kiếm lời Chúa rồi, phải tin. Nếu đó là lời của Chúa thì phải tin, cho dù cái hoàn cảnh chúng ta cảm thấy nghịch lại hoàn toàn với cái lời mà Chúa đã chép đó. Giống như là Lazarus chôn trong mộ 4 ngày rồi. Nhưng mà Chúa nói, hãy mở cửa cho người ra đi. Phải tin thì tới sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì Ngài là vua của muôn loài, Ngài là Chúa của sự sống. Giăng đoạn 1 câu 22 đến 25 chép, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự giải phóng, khiến người ta được tự do đó, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng làm, hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Khi người tin Chúa lấy lời của Đức Trời làm bạn hiểu mình, thì Đức Chúa Trời sẽ ra thêm cho người đó sự học thức. Nghĩa là Ngài sẽ khiến người đó hiểu được ý của lời Chúa. Bởi vì khi người ta kinh nghiệm được rồi, người ta sẽ giữ lấy kiến thức cho mình, của cải của mình, tức là kinh nghiệm sống cho mình. Và lời của Đức Trời sẽ được Chúa dắt dẫn người đó vào các thần dấu kín trong văn tự đó, khiến cho tâm linh của người đó được tăng trưởng trong đức tin, trong sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ. Nghĩa là sự nhận biết sâu nhiệm mọi sự được chép trong Kinh Thánh. Ngày nay có rất nhiều người biết Đức Chúa Trời nhưng mà không biết Đức Chúa Jesus Christ. Biết Đức Chúa Trời là đấng làm ra mọi sự, nhưng mà biết Đức Chúa Jesus Christ tức là mọi sự tỏ ra của Đấng Christ qua Đức Thánh Linh, qua lẽ thật. Phi-rơ thứ 2 đoạn 1 câu 1 đến 11 chép, Simon Phi-rơ làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như chủ của chúng tôi. Nguyện xin ân điển và sự bình an được ra thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết điều, biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta. Hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bản tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên, vì phần anh em phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho sự nhân đức sự học thức, thêm cho sự học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ cho anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã.
Dường ấy anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Jesus Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. Lời của Chúa giải bày cho chúng ta biết Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa muốn chúng ta nhận biết Đức Chúa Jesus Christ nữa. Tức là tại sao Chúa có thể lên thập tự giá được? Tại sao Ngài có thể biết chắc mình sẽ sống lại được và được trở về với Đức Chúa Trời? Đó là chính Chúa đã chọn sự làm theo lời Đức Chúa Trời và ở trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta cũng vậy. Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được điều gì Chúa Giêsu đã làm để chúng ta được sống lại và được đồng ở với Chúa trên thiên đàng. Khi người tin Chúa được tăng trưởng đức tin và hiểu biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ, thì ấy không phải là công việc thuộc về xác thịt mà là công việc thuộc về tâm linh của người đó. Được lớn lên trong Đức Chúa Trời và sự hiểu biết Đức Chúa Trời ở trong người đó sẽ khiến người đó trở nên theo một con người mới theo tiêu chuẩn của lời Chúa. Chúng ta không thể tự chọn cho mình theo tiêu chuẩn của lời Chúa được vì không làm được. Nên rất nhiều vị đã cố gắng sống đạo đức nhưng mà điều đó là sự giả dối, đóng kịch mà thôi. Nhưng mà chính Đức Chúa Trời là đấng đã tạo nên chúng ta từ lúc ban đầu mà chúng ta không biết ban đầu chúng ta hình dạng ra sao. Nhưng mà lời Chúa đã tỏ cho chúng ta như vậy và chính Chúa sẽ làm cho, miễn là chúng ta tin cậy và không rời bỏ đường lối của Chúa thì chúng ta sẽ được biến đổi. Chính Chúa làm biến đổi chúng ta như vậy. Roma đoạn 8 câu 28 đến 30 chép: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì người Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở rất nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Như vậy Chúa đã chọn cho chúng ta được ngồi đây. Ấy là Chúa nói chúng ta hãy ngồi để Ngài trang điểm cho chúng ta. Để Ngài trang điểm cho ta bằng cách Ngài ghi tàng lời Ngài trong lòng chúng ta và trong trí khôn. Và vì chúng ta là này con amen với điều của Chúa làm, thì Chúa làm trọn công việc của Ngài cho chúng con. Và bây giờ Chúa bắt đầu đưa chúng ta vào từng phần công việc mỗi ngày. Và khi chúng ta đối diện với mỗi ngày đó, đừng xin Chúa giải cứu mình ra khỏi công việc đó, mà cho ta nhận biết công việc của Ngài làm trên cuộc đời của mình. Ngài đưa chúng ta vào các hoàn cảnh không phải để chúng ta bị khổ, mà để chúng ta nhận biết Ngài có quyền cai trị trên tất cả mọi sự đó. Ngài giải quyết cho chúng ta khi chúng ta tin cậy, cầu nguyện, nhìn Chúa và làm. Chúa giải quyết cho chúng ta để chúng ta được gia tăng hiểu biết về Ngài. Cái phần quan trọng nhất là chúng ta biết Ngài. Ngài muốn chúng ta biết Ngài. Còn tại sao phải biết? Thì khi chúng ta về thiên đàng, xác thịt thì bị bỏ lại trên đất này rồi, chúng ta mới biết rằng sự biết Chúa tức là biết chúng ta. Chúng ta không nhìn thấy Ngài, nhưng chúng ta sẽ biết Ngài qua lời của Ngài. Về Chúa chúng ta biết Ngài ngay trên đất này qua mọi công việc Ngài bày tỏ ra. Vậy thì mỗi một ngày khi gặp hoàn cảnh khó khăn đó, chúng ta sẽ biết Chúa. Mà khi người ta biết Chúa thì chúng ta biết rằng chúng ta chưa giống Ngài. Đúng không? Chúng ta biết Chúa bởi vì Ngài không giống như chúng ta. Tức là không giống xác thịt chúng ta. Bởi vì khi chúng ta vấp phạm rồi, chúng ta soi mình vào lời Chúa rồi, Chúa biết bày tỏ chúng ta là gai góc, gồ ghề, lồi lõm, đủ thứ. Những sự người ta biết đó là không đẹp lòng Chúa đó, tức là không thuộc về Ngài. Vậy thì việc chúng ta là cảm tạ Chúa, làm sạch mình đi. Chúng ta không nhìn thấy mình, nhưng mà chúng ta có thể nhìn biết mình qua sự chúng ta ghét bỏ tội ác, ghét bỏ công việc ác mình đã làm, qua sự Chúa bày tỏ lời Ngài cho chúng ta. Khi chúng ta thất bại, là biết bởi vì mình không khôn ngoan. Khi chúng ta không thành công, biết mình yếu đuối và bất toàn. Như vậy, mỗi ngày chúng ta đi để nhận biết Chúa là hoàn hảo, trọn vẹn. Chúa không bảo chúng ta nhận biết xác thịt mình bởi vì mình biết xác thịt mình là như thế nào rồi. Chúa bảo chúng ta nhận biết Ngài vì cha làm sao, con làm vậy. Chúng ta nhận biết Chúa là tốt lành, chúng ta ghét điều ác. Như vậy chúng ta đã biết rằng Chúa là tốt lành. Thì như vậy, mỗi một ngày chúng ta nhận biết Chúa qua cuộc sống của mình. Hãy cảm tạ Chúa, đừng coi những việc chúng ta nhận biết mình ô uế bất toàn đó là thất bại. Mà nhận biết cái thành công là tôi biết Chúa. Tôi thất bại vì Chúa của tôi là hoàn hảo. Nếu mà tôi không thất bại, làm sao tôi biết Chúa hoàn hảo được? Vậy thì, như Phaolô nói đấy, khi tôi yếu đuối, ấy là tôi mạnh mẽ. Tôi mạnh mẽ là bởi vì tôi biết cha của tôi là mạnh mẽ, tôi trông cậy cha tôi. Còn khi tôi không biết, ấy, tôi trông cậy chính tôi. Mà khi tôi trông cậy chính tôi như vậy đây, tôi tưởng là tôi mạnh, kỳ tưởng là tôi yếu. Vậy thì Chúa đưa chúng ta vào để bộc lộ chúng ta ra, để chúng ta biết chúng ta yếu đuối, để chúng ta nhờ cậy Chúa. Không phải để chúng ta được mạnh lên để nhờ cậy mình đâu. Chúa muốn ta nhờ cậy Chúa trong mọi sự. Ngay cả khi chúng ta về thiên đàng, Chúa cũng luôn luôn khiến chúng ta được ngạc nhiên về những điều Chúa sẵn sàng cho chúng ta. Vì chúng ta không phải là làm điều gì nữa, mà là hưởng thụ những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta có được sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ như ý Chúa đã định cho mình, bây giờ chúng ta mới thực sự nắm bắt được và sở hữu được sự sống đời Chúa ban cho chúng ta.
hàng ngày con cái chúng ta nó sẽ làm gì để nó sống? Việc nó là tin cha mẹ nó, ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa, nó có lo gì không? Không. Mà cha chúng ta muốn chúng ta như vậy, Chúa bảo chúng ta hãy yên lặng nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời, trông cậy trong mọi sự. Vì hàng ngày chúng ta sẽ đối diện mọi sự ở đây, chúng ta vẫn tưởng là mình phải thật giàu có, mạnh mẽ, hùng vĩ để người ta nhận biết Chúa. Mà không con, ta có quyền khiến người ta biết ta là ai, nhưng mà ta muốn con biết ta là ai đã. Bởi vì chúng ta vẫn chưa thật sự nhận biết Chúa, nên cứ bôn ba để làm đủ mọi sự để nuôi mình, nên Chúa không giúp chúng ta được. Anh em nhìn chúng tôi trông cậy Chúa hoàn toàn. Bởi vì chúng tôi là chuyển giao lời của Chúa cho sự của Chúa. Chăm lo tất cả điều gì Chúa bảo tôi, ngay bài giảng ngày mai tôi không biết như thế nào, tôi vẫn trông cậy Chúa. Vì Ngài đã gọi tôi, chính Ngài bày tỏ lời của Ngài cho tôi, việc tôi là ghi xuống, chép xuống và làm. Bao nhiêu thứ xung quanh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi không lo. Bởi vì Chúa làm chủ tất cả mọi sự đó. Việc tôi là hành động, tôi như đứa trẻ vậy đó. Vì Chúa sắp xếp công việc, việc của tôi là hành động điều gì Chúa đã bảo. Chúa đã ban tôi khả năng nào, tôi tận dụng khả năng để làm công việc ở Chúa. Sự tỏ ra là bởi Chúa, sự cai trị, sự dẫn dắt, Chúa khiến thành công là do Chúa. Chúa muốn anh em ta giao phó tất cả mọi sự còn lại của đời mình cho Chúa, để nhận biết Chúa. Vì sự nhận biết Chúa là quý giá nhất. Phaolô nói như thế nào? Sự nhận biết Chúa là sự lời. Còn nếu hôm nay chỉ đây là tin có Chúa, chưa phải là sự lời, mà nhận biết Chúa là sự lời. Nhận biết Chúa là Chúa của mọi sự. Ngài nuôi dưỡng chúng ta, Ngài bảo vệ chúng ta, Ngài sẽ chuyển tất cả mọi sự trong cái vũ trụ này để nuôi những người nào tìm Ngài. Mình không lấy biếng. Ngay cả việc chúng ta nấu cơm cũng nhận biết Chúa. Ngay cả việc chúng ta mở cửa ra, ngày hôm nay có điều gì con không biết, con không mong người ta đến, con mong Chúa làm điều đó cho con để con ngợi khen Ngài. Nếu con mong người ta đến, con cảm ơn người ta sao? Không. Chúa muốn đưa bao nhiêu người đến tùy ý Ngài. Ý của Ngài phải được nên. Mọi sự con mong muốn đều trông cậy nơi Ngài. Chúa nói gì với lại Eva? Mọi xu hướng của ngươi, mọi dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng. Mọi điều chúng ta muốn, Chúa đều biết hết cả rồi. Chúng ta xu hướng về Chúa của chúng ta, lạy Chúa. Ngài biết rõ chúng con có nhu cầu. Và Ngài luôn luôn muốn chúng con vui vẻ. Vậy thì Chúa chăm sóc sự vui vẻ của chúng con. Vì chúng con là mở cửa, chúng con làm công việc còn lại là ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa đi. Và Ngài đang việc lại. Chúng ta xem đi, vì chính tôi được Chúa nuôi như vậy rồi. Bởi vì buổi sáng hôm nay là ngày mùng 1 đầu năm. Thì Chúa cho chúng ta lời của Chúa, nhắn nhủ chúng ta một ngày mới của một năm mới. Chúng ta trông cậy nơi Chúa. Chúa muốn ta làm bạn hữu với Ngài. Làm bạn hữu với lời của Chúa đi. Sự Ngài sẽ chăm sóc chúng ta như thế nào. Giờ này chúng ta cũng đến trước mặt Chúa cầu nguyện trước khi chúng ta dự thực thánh. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban lời của Ngài cho chúng ta. Và chúng ta cũng ăn năn trước mặt Chúa về mọi tư tưởng mà chúng ta đã chưa trọn vẹn trước mặt Chúa đó. Xin Chúa tha thứ cho. Đừng để những sự thiếu biết đó cai trị chúng ta nữa. Chúng ta cầu nguyện lớn tiếng trong Thánh Linh như này. Hallelujah.